Rồi, chào tất cả các anh chị. Hôm nay là buổi học thứ ba à, trong 8 buổi. Thì à, những video trước à, các anh chị có thể xem à, khá nhiều và chúng ta cũng phải học rất nhiều sau này. Thì tất cả những nội dung này, à, video này chúng ta đều học trong 2 năm. À, vì thế chúng ta cứ từ từ học theo hướng dẫn, từng bước từng bước. À, chúng ta không à, được phép nhảy cấp cũng như bỏ. Tại tất cả những nội dung trong video này là 4 năm trời để tu luyện, để có được. Và hướng dẫn lại cho anh chị chỉ trong 8 video ngắn gọn vì thế các anh chị phải học thêm tất cả những gì mà đã nhắc qua anh chị không học thì anh chị sẽ hụt kiến thức điều đó sẽ không giúp cho anh chị hết hả chúng ta không thể nào chúng ta có thể chỉ hết tất cả trong 4 năm trời trong tất cả video được vì thế chúng ta chỉ tóm tắt lại rồi tất cả các anh chị phải học lái để chúng ta có những kiến thức bền vững nhất và chỉ học những nội dung nào yêu cầu học còn những nội dung không yêu cầu thì các anh chị học sau khi nào các anh chị nắm hết tất cả những nội dung yêu cầu trong video những video này thì anh chị mới tìm hiểu những lĩnh vực khác còn nếu không thì các anh chị sẽ đứng nơi này trong đó nọ là anh chị sẽ không được gì hết tổng kết là anh chị là trắng tay ha rồi thì mỗi một phương pháp đều đều có cái hai hết trước đây thì các anh chị học trendline trendline thì là một phương pháp lớn kênh giá cũng là một phương pháp lớn price action cũng là phương pháp cung cầu cũng là một phương pháp đó tất cả đều là một phương pháp hết có nghĩa là trong cái chiến thuật của chúng ta này tổng hợp tất bốn phương pháp đến 4 phương pháp và thêm hai cái nội dung khá quan trọng nữa thành 6 phương pháp. À, pháp phá phương pháp ha. Thì tất cả các phương pháp này nó gồm thành một chiến thuật à, tổng hợp để chúng ta giao dịch. À, vì thế mỗi một phương mỗi một cái video là một phương pháp thì chúng ta đều là à, phương pháp lớn, rất nhiều nội dung. Vì thế các anh chị phải học thêm tất cả những gì mà đây đã yêu cầu các anh chị trong những video trước. Anh chị có thể hôm nay không học xong được thì anh chị sẽ học mít từ đây tới 2 năm tới. Học tới khi nào anh chị học xong hết tất cả những nội dung mà anh chị đã trình bày cho anh chị là được. Còn hôm nay chúng ta sẽ đi tới một cái phương pháp mới. Phương pháp này thực ra nó là một phương pháp lớn. Trước đây chúng ta đã có học sôi về nến rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về phương pháp fraction. Thì trong fraction này chúng ta học thêm về hành động giá này, mô hình giá này và tất cả một số cái dạng nến đảo chiều, mô hình đảo chiều quan trọng. Phương pháp này cực kỳ lớn. À, có thể phương pháp này là rất nhiều nhà cao thủ trên thế giới đang sử dụng nó là giao dịch chính trong tất cả thị trường à, và hôm nay chúng ta cũng không ngoại lệ phương pháp chúng ta cũng không ngoại lệ thì phương pháp fraction này à, nếu anh chị chỉ cần một phương pháp fraction anh chị cũng có thể giao dịch tốt giao dịch tốt hả à, với điều kiện anh chị phải có kiên nhẫn kỷ luật và tâm lý và đặc biệt là quản trị vốn thì à, chúng ta học thêm phương pháp cung cầu là để chúng ta à, tìm vị trí mua bán chuẩn nhất mà để chúng ta không bị tâm lý đó là điểm mạnh. À, điểm mạnh hơn ha. Vẫn có một bạn không đổi đổi tên. À, nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn cứ vậy. Nếu không đổi tên thì bạn này phải chat chân tên ra ha. À, nếu không trong 5 phút nữa mà không làm xong sẽ bị lóc luôn. Rồi. Thì chúng ta sẽ. À, chúng ta sẽ à, học cái phương pháp này. À, và phương pháp này thì rất nhiều tài liệu. À, các anh chị phải à, học thêm à, chúng ta phải à, sử dụng thêm để chúng ta à, đọc thêm rất những cuốn sách những cái nội dung mà đến kèm trong đây Đó, nội dung đến kèm đây thì đều là anh chị phải phải tự học lái học thêm để bổ sung cho hiểu được cái, cái những cái nội dung này thì những nội dung này thì rất nhiều à, chúng ta sẽ dùng cho tất cả thị trường chứ không riêng gì thị trường à, stock hoặc là thị trường của crypto mà chúng ta dịch trường ngoại tệ vàng à, cũng như hàng hóa chúng ta để sử dụng hết À, thì hôm nay cái chuyến, buổi thứ ba này cực kỳ dài à, các anh chị tập trung ha à, tại vì nếu các anh chị nào không tập trung thì qua như sau này các anh chị à, để giao dịch anh chị sẽ không biết được làm sao lúc nào chúng ta mua lúc nào chúng ta bán và lúc nào chúng ta sẽ thoát lệnh ha à, rất quan trọng rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi tới à, một cái mô hình nến quan trọng à, trước đây cũng đã rất nhiều mô hình nến à, đã nói anh chị rồi thì riêng cái mô hình nến này à, đặc, đặc biệt đặc biệt rất mô hình này đặc biệt khác rất khó hiểu một tí nhưng thực ra chúng ta nhìn kỹ chúng ta quan chúng ta có thể làm được và chúng ta dễ dàng à, chúng ta sẽ à, thực hiện những cái à, giao dịch mua bán dựa theo những mô hình thế này rồi các anh chị xem anh chị để ý à, có nghĩa là những cái mô hình đến thế này xuất hiện rất nhiều ha à, xuất hiện rất nhiều à, xuất hiện rất nhiều và khi chúng ta để ý nhìn nhận dạng à, nhận dạng đặc biệt là chúng ta sẽ nhận dạng được cái nến to, nến nhỏ để chúng ta biết. Đôi khi à, nếu chúng ta nhận dạng sai thì chúng in say ba chúng ta thành out say ba. À, vì thế chúng ta phải để chỗ này, à, để chỗ này để chúng ta à, nhận dạng cho được ha. Thì các anh chị khi thấy một hai cái nến, à, một cái nến xanh, một cái nến đỏ hoặc là cái nến đỏ cái nến xanh nó tráo nhau cũng được, tùy theo xu hướng. À, ví dụ, đây một cái ví dụ này là một cái xu hướng đang đi xuống ví dụ vậy, à, một hướng đang xuống. Thì xuất hiện một cái nến đỏ trước, rồi sau đó xuất hiện một cái nến xanh. Đó, còn nếu trường hợp ngược lại, cái nến này là nến, nến trắng đi, hoặc là hai nến xanh. Đó. Đó, ví dụ nến trắng, là sau đó xuất hiện một cái nến đỏ thế này. Đó, thì hai trường hợp nó ngược lại nhau, chúng ta chỉ ví dụ một cái thôi. Đó, ví, dụ, ví dụ một cái thôi, cách áp dụng cũng tương tự nhau. Thì cây nến thế này, người gọi là cây nến mẹ, hay là người ta là mother ba đó. đó. Thì nến mẹ, và đây một, một cây nến mà nhỏ hơn một cái nến nhỏ hơn ha, nhỏ hơn và nó nằm lồng vô bên trong cái cây nến mẹ này, có nghĩa là nằm bên trong, nhỏ hơn nó nằm bên trong. Thì cái vị trí này những cái vị trí bóng nến này nó dài ngắn tùy thuộc chúng ta không quan tâm nhiều, chúng ta chỉ biết một cái nến bự là cái nến mẹ bồng một cái nến con. Đó. Nó có hai trường hợp, trường hợp này là một trường hợp là hai cái nến này nó nó mở mở cửa bằng nhau. Đó. trường hợp cái nến này mở cửa bằng nhau. Nó có một trường hợp khác là cái nến khác nó mở cửa vô trong này nó mở cửa nó thuộc nó nhảy gấp lên trên này thì là một cái nến khác thì sau này chúng ta học đó, tạm thời chúng ta chỉ học là một cái nến thế này đó, mở cửa đều nhau thế này lệch nhau một tí có không ảnh hưởng gì đó. thì cái nến thế này người ta gọi là cái nến inside bar anh chị nhớ cái tên riêng này ha inside bar đó, nhớ cái tên riêng này để chúng ta biết sau này chúng ta biết được một mô hình đặt nến đặt giao dịch đặc biệt là in bar rồi tạo thành pha key, hoặc là out bar tạo thành pha kỳ để chúng ta biết. Thì những mô hình nến thế này là nó báo hiệu một cái trạng thái nếu mà read out lên trên. Ví dụ ở đây, nếu giá hiện tại nó đang nằm ở trong, trong khu vực này mà sau đó read out lên trên, nó vượt qua cái vùng này. Đó, nó vượt qua vùng này thì xác suất thì thị trường sẽ đi lên à, rất cao ha. Thị trường sẽ đi lên rất cao. Rồi trường hợp ngược lại, nếu mà giá được hợp lại, có nghĩa là cái nến này là cái nến màu 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 trắng này, cây nến này là cái nến màu đen này và trường hợp giá đi xuống nó break out xuống dưới đây thì thị trường sẽ giảm mạnh à, thị trường sẽ giảm mạnh đó, nó hai trạng thái đó anh chị để ý cho nó nhớ nè break out là phải phải đóng cửa lên trên này nha có nghĩa là cây nến mới tiếp theo cái nến này này cái nến tiếp theo sau này này đó, nó đóng cửa nó phải nằm cao trên này đó, nó đóng cửa nằm cao trên này thì gọi chính gọi là break out à, break out thì nó có nghĩa là gió nó vọt lên trên đó, nó vọt lên trên nó vượt qua tới hai cái nến này luôn và nó nằm bên trên này thì đó thì xác suất từ lúc cho cái nến tiếp theo sẽ lên nó lên nó lên tiếp đó. đó. vì thế thì chúng ta để cái cái nến này à, cái nến này và nếu mà ngược lại nó đi xuống lại thì nó sẽ giảm xuống đó. nó sẽ giảm đi xuống ha đó. nó sẽ đi xuống nếu break out xuống dưới đóng cửa dưới này thì cái nến nó sẽ đi xuống đó. các anh chị để ý cho đó thì chúng ta nhìn thấy trạng thái này rồi chúng ta đợi cái nến tiếp theo đợi cái nến tiếp theo à, nếu mà break out thì đầu nào thì nó sẽ thị trường sẽ chạy theo đầu đó mà không phải chúng ta reach out đầu nào chúng ta lại mua bán theo đầu đó nha ví dụ xu hướng đi lên xu hướng đi lên thế này thì chúng ta chỉ đợi reach out lên lên thôi chúng ta không đợi reach out đi xuống đó, không đợi reach out đi xuống tại vì khi reach out đi xuống nó dễ về quay đầu chạy xu hướng lên thì chúng ta chỉ đợi, đợi lên này chúng ta sẽ mua chứ không được đợi dưới này thì nếu chúng ta đợi dưới này là chúng ta đợi dưới này nó sẽ reach out xuống dưới xong rồi nó tạo một cây pin ba đẩy lên đó chúng ta đợi đó thì cái thế nến sau này chúng ta học là cái thế nến pha kỳ thì nến phà kỳ có nghĩa là sẽ đảo chiều đi lên thì sau này chúng ta học cái chuyện đó tạm thời chúng ta là anh chị nên nhớ khi gặp cây nến này chúng ta luôn luôn chờ đợi bridge out lên trên này thì cái phương pháp giao dịch này á, là thường xuyên khi bridge out lên này chúng ta hãy đặt stop trên này ta đặt một lệnh chờ mua trên này này đó, khi thị trường bridge out lên trên là nó dính lệnh chúng ta đi lên đó à, nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải đặt ngay tại đến chưa mua này đôi khi nó sẽ nguy hiểm nó dính lệnh xong nó đi xuống nó tạo thành pha kỳ vì thế thường chúng ta ít đặt à, ít đặt mà chúng ta sẽ chờ gì thường xuyên thị trường nó break out lên trên thì nguyên tắc theo quy luật cung cầu thì ngay vùng đây nó biến thành một cái vùng cầu và thị trường nó sẽ quay lỗ nó test thì khi nó break out lên trên đóng cửa lên trên chúng ta đặt một đỉnh bay lên mịt cái vùng đây chúng ta chờ mua vùng đây thì thị trường nó sẽ quay lại nó dính lệnh chúng ta đi lên thì lúc đó lệnh chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều vì thế chúng ta không có giao dịch theo cái mô hình này mà chúng ta dùng cái này để chúng ta biết nhận dạng được là thị trường nó sắp đi về đâu để chúng ta tìm cách giao dịch thôi à, anh chị biết tại sao này chúng ta sẽ kết hợp rồi, À, chúng ta sẽ bổ sung thêm ví dụ đây đó các anh chị xem đôi khi trong này nó một cái nến mà đôi khi trong này nó sẽ có nhiều cái nến này chị ha đó. nó chỉ cần một cái nến có thể là cái nến này nó to hơn nằm tới đây cũng được hay nó nằm sát đang được miễn sao là nó cái nến này nó sẽ bự hơn cái một cầm nến ví dụ cái nến này này đó. thì trong này cũng có thể hai cái nến ba cái nến bốn cái nến gì đó tùy à, bốn cái nến tùy tùy, tùy ha đó, năm sáu gì đó tùy thì sau này chúng ta học phương pháp cung cầu thì thường xuyên À, trong này chỉ cần cái cộng này chỉ cần trong tối đa là 6 cây nến thôi là an toàn nhất. Đó. Thì nó đó, quyên cái cầm có thể thêm dài một cây nến nữa nhỏ 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 gì đó thì nó cũng là một cái cầm nến người ta gọi là inside bar hết ha. Inside bar đó. Thì đôi khi chị xem anh thầy chị lúc đầu nó mở cửa như thế này sát nhau, đôi khi nó sẽ mở cửa như thế này. Anh chị thấy không thấy nó lệch tí không? Đó, nó lệch tí có nghĩa là giữa cái điểm mở cửa à, cái, mở cửa của cây nến trước và cái điểm mở cửa của cây nến sau à, đó. ví dụ cái đường đóng cửa cái đến sau hay là mở cửa cái đến sau gì đó thì 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 tình huống ha nó lên nó xuống thì lúc đó cái chỗ này nó lệch tí cũng không ảnh hưởng gì hết ha à, sau này nó sẽ có cái trường hợp một cái trường hợp khác nữa một trường hợp khác có như là làm dài một cái nến bự à, cái nến mẹ sau nó có một cái nến con thế này nhỏ nhỏ như giữa này đó đó thì cái nến này sau này người ta gọi là cái nến gì chị biết không có chị là nhớ không chị học forest nằm chính giữa thế này một cái nến mẹ bằng con á rồi đúng rồi những anh chị nào học forest thì sẽ biết ha nó là nến harami á còn anh chị nào chưa học forest thì cứ việc sau này chị sẽ sẽ, sẽ nhớ đó. thì những trường hợp thế này chị xem nó ví dụ thế này họ thế này thì xương đó thì thị trường mà khi rít out lên thế này nó đóng cửa lên thế này đây cái nến này cái nến đóng cửa này đóng cửa này Nó nằm cao hết lên trên cái vùng này thì thị trường này sẽ tăng thị trường thế này sẽ thể tiếp tục cái nến tiếp theo sẽ tăng lên đó sẽ tăng lên thì vì thế là cứ chúng ta đợi cái xu hướng tăng mà chúng ta thấy cặp nến như thế này mà chúng ta đợi cái nến tiếp theo cái nến ngày nến tuần tiếp theo mà reach out lên trên là chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta sẽ mua lên thì sau này chúng ta học quy luật công cầu thì thị trường nó sẽ dành nó reach out lên xong nó sẽ test lại đây này chúng ta không có vội chúng ta không có sợ gì chúng ta không vội gì hết rồi nó sẽ quét lên thì điểm chúng ta mà chờ mua chúng ta chờ ở đây không nhất thiết phải nhào vô đây là mua làm gì cho mày hết á không nhất thiết ngồi đây sau này chúng ta học cung cầu chúng ta sẽ biết tại sao nó quay gì đó thì phần lớn những fraction đó, người ta giao dịch thì người ta stop trên này hoặc là người ta mua trực tiếp đây còn với chúng ta học quy luật cung cầu thì chúng ta sẽ mua khôn hơn một tí à, không ảnh hưởng gì hết không ảnh phân biệt màu không phải biệt màu đôi khi xanh đỏ một chảy đây được là đều được hết chúng ta không phân biệt màu chỉ cần chúng ta thấy một cây nến bự à, cây nến bự thường xuyên cái cây nến bự này á, nó phải là cùng với xu hướng ví dụ sướng đang đi lên thì cây nến bự sẽ là cây nến màu xanh chẳng hạn cái nến màu xanh. Tại phải cái nến bự là cái power candle này phải màu xanh thì cái nến trong này xanh đỏ gì không quan tâm. Chúng ta quan tâm chỉ quan tâm là cái nến đầu này, cái nến nến này là nến màu xanh để cho xu hướng lên thì cái nến tiếp theo mới đi lên. Còn trường hợp này, cái nến này cái nến đỏ đang xu hướng giảm xuống sau. Đó. Giảm xuống sau. Mà trường hợp này cái nến này, cái nến này xanh đỏ gì cũng được hết, không ảnh hưởng gì. Xanh đỏ gì cũng được, không ảnh hưởng hết. Đó. Thì cái nến đỏ này cái nến bự, tại vì cái nến power candle màu nào bự thì xác suất cái xu hướng nó đi xuống rồi lắc bự cái nến xanh thì xác suất đi lên rất bực, rất mạnh à, cái nến là cái nến đỏ thì xác suất đi xuống rất mạnh thì thì cái xác suất nó rít đau xuống này rất cao ở chuyện nào cao còn nếu mà rít out lên trên này thì cẩn thận nó sẽ tạo thành pha kỳ tạo thành cái pin ba đẩy xuống thì lúc đó thị trường nó sẽ đào xuống theo cái nến bao candle này này đó cẩn thận đó và tùy thuộc vào cái xu hướng nữa xu hướng chúng ta đang phân tích là xu hướng lên hai xu hướng đang phân tích là xu hướng xuống đó nếu xu hướng xuống thì chúng ta quan tâm tới cái chuyện bán xuống mà xuống đang lên thì chúng ta chỉ quan tâm xu hướng mua lên thôi à, chúng ta đừng có quan tâm là out lên xuống nữa mà chúng ta quan tâm là nếu xu hướng lên thì chúng ta chỉ chờ out lên còn out xuống thì chúng ta cũng chờ nó đẩy lên đó đừng có đừng có chơi ngược xu hướng à, nhiệm vụ đó lên xuống chúng ta phải vẽ trendline để chúng ta biết chuyện đó thì trendline hôm trước bài hôm trước học rồi anh chị nào chưa học thì ôn lại đó. rồi đây thì nãy chúng ta nói về pha kỳ đúng không? Đây trường hợp này. Thì đây chúng ta sẽ nói về pha kỳ. Đó, thì rất quan trọng ha. Mô hình hồi nãy mà không hoàn thành. Thì nó sẽ biến thành mô hình pha kỳ. Và pha kỳ này rất mạnh ha. Hiệu lực rất mạnh ha. Và nó sẽ diễn ra rất nhiều trong tất cả cặp tiền. Thì uh, khi mô hình inside bar, outside bar. À, hồi nãy chúng ta mới nói về cái, uh, cái inside bar thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về outside bar thêm một tí. Thì trường hợp thế này. Anh chị xem cái outside ba thì nó ngược lại một tí ha outside ba à, outside ba ha à, đây này. nó chữ khác nghe chữ in này các anh chị đổi chữ in thành chữ a chữ out là xong các anh chị tắt micro dùm ha anh chị đừng có mở micro rồi đổi anh chị đổi chữ in thành chữ out rồi là gọi là người ta gọi là mô hình outside bar cũng từ hết đổi chữ in thành chữ ao thì cây nến này cây nến mẹ này thì lúc này nó sẽ nằm ở bên tay phải và cây nến con này nó sẽ nằm bên tay trái cây nến con nằm bên tay trái có nghĩa là bây giờ ao là cây mẹ nó nằm bự cái bự đó, đó thì nằm bên tay phải đó, cái nhỏ cái con thì nằm bên tay trái thì lúc trường hợp này người ta gọi là outside bar đó, chỉ khác vậy thôi còn lại cách áp dụng như nhau hết À, như nhau hết vậy ha. À, cứ cây bự mà nằm bên tay trái, cây nhỏ nằm bên tay phải. Gọi là insei 3, còn ngược lại gọi là ausai ba thì cách áp dụng cũng tương tự, không có gì khác hết. kỳ cũng áp dụng tương tự luôn. À, nhắc thêm cao sai ba cho anh chị nhớ. Rồi. Thì trường hợp này các anh chị xem, cái nến này là cái nến xanh ha. À, cái nến là cái nến xanh, cái nến là cái nến mẹ. À cái nến là xu hướng cái nến trắng là xu hướng lớn lên đó, xu hướng lên. Và cái có cây cái nến con À, nó quay đầu ngược lại nó nằm ở trong này và nhỏ hơn thì chúng ta trường hợp này chúng ta gọi là một cái nến. Đó, nhỏ hơn mà cái nến nhỏ nằm bên trong. nó nằm bên tay phải còn cái nến bự nằm bên tay trái, người ta gọi là inside bar. Đó, inside bar. Thì cái inside bar chúng ta thấy không? Cái nến xanh là cái nến power candle là xu hướng là chúng ta sẽ chờ breakout đi lên thôi. Tôi chờ đi lên. Mà lúc đó thị trường nó lại breakout nó xuống dưới. Cái nến này, này, này nó mở cửa breakout xuống dưới. Anh chị xem rít out dưới có nghĩa là chúng trường hợp read out thì chúng ta để ý cái bóng đến này ở máy cái bóng đến read out xuống dưới read out xuống dưới nha nếu mà read out xuống dưới mà cái trường hợp cái đóng cửa này này nó nằm ở đây mà nó nằm dài xuống dưới này nằm sau dưới đây thì coi như read out thành công có nghĩa là cái đóng cửa chỗ cái body thăng đến này mà nó phải đóng cửa nằm dưới cái bóng đến chỗ này dưới cái body thế này dưới cái body dưới bóng đến luôn càng tốt Đó, thì trường hợp này read out thành công mà trường hợp lại nó nhảy xuống dưới nó quay đầu lên nó quay đầu lên mà đóng cửa nằm sâu trong này, nằm lòng bên trong này. Thì trường hợp này chúng ta sẽ gọi là pha anh chị nhớ. Thì trường hợp này đôi khi nó sẽ là một cây pin ba, một cây power candle hay một cây doji hay một cây gì đó mà làm sao nó đóng cửa phải nằm lòng vô trong này. Một cái nến nó nằm lòng vô trong này. nằm lòng này. Và dưới này là một bóng nến. dưới này là một bóng nến. Thì trường hợp đó, đây là cơ hội để chúng ta mua lên. Chúng ta mua lên. có nghĩa là đây người ta gọi, người ta gọi là giả đó rết out nhưng mà giả có nghĩa là dụ mồi, á, dụ mồi một số người á, thấy uh, số người không biết cái giao dịch không biết á, cứ, cứ tưởng rết out xuống như này là thị trường đi xuống rết out lên này, này thị trường đi lên không phải vậy, tùy theo xu hướng xu hướng đang đi lên mà rết out xuống dưới thì phần lớn những anh chị nào mà không có kinh nghiệm á, không có giao dịch kinh nghiệm giao dịch thì anh chị sẽ bán xuống thì anh, anh chị vừa bán xuống nó quay đầu đi lên tại cái nến này chưa kết thúc thì thị trường chưa có nói gì hết Đó. cái nến chân nào nó kết thúc đóng cửa có nghĩa là đóng cửa là sao nếu để trên cái nến ngày thì phải kết thúc ngày đó qua ngày mới thì cái nến này mới biết được là nó đóng cửa nó nó sẽ nằm trên hay dưới mới hiệu lực còn tháng thì tương tự cũng phải hết tháng kết thúc tháng này qua tháng mới thì cái nến này kết thúc tháng mới hiệu lực còn trong tháng nó chạy lên chạy xuống là thay đổi liên tục là chúng ta không có xác định được trong tuần cũng tương tự vậy thì anh chị nhớ tất cả những mô hình này mô hình reaction reaction pa thế này thì tất cả chúng ta khung thời gian càng lớn càng hiệu lực ví dụ nếu cây nến này cây nến tháng cây nến tháng ba cây nến này tháng hết thì 3 tháng thì cái hiệu lực rất cao mỗi cây nến là một tháng còn nếu cây nến này là cây nến ngày thì hiệu lực là bình thường Đó, bình thường đôi khi có thể đúng đôi khi có thể sai nhưng nếu cái bộ nến này là tuần trở đi từ áp dụng từ tuần trở đi thì rất hiệu lực từ tuần nếu cái nến này một tuần này cái nến này tuần thứ hai này cái nến tuần thứ ba thì với ba tuần chúng ta có một cái thế thế này thì xác suất thị trường nó sẽ đi lên theo xu hướng tăng rất cao ha nó sẽ chín mấy phần trăm là thành công còn nếu xu hướng ngày thì chúng ta gặp trường hợp này rất nhiều người ta gọi là nhiễu rất nhiều ha trường hợp này rất nhiều có nghĩa là sẽ bị làm cho anh chị anh chị sẽ bị rối vì thế chúng ta tập trung với thị trường chứng khoán và thị trường crypto chúng ta tập trung tên không đến tuần ta lấy tuần làm trọng tâm còn khu nên trên ngày chúng ta chỉ tập trung vô kênh giá đường xu hướng mô hình À, chúng ta không tập trung vào reaction nhiều tại reaction nhiều nó chỉ không không chuẩn trên thị trường à, thị trường mà à, à, chứng khoán và thị trường crypto ha anh chị để ý trên forex đôi khi có thể hiệu lực nhưng mà trên à, thị trường mà chạy 24 trên 24 và thị trường đầu tư giá trị tăng trưởng thì sẽ bị nhiễu rất nhiều tại thị trường chứng khoán đôi khi mở cửa không có chuẩn nó mở cửa chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi nên là cây nến một cây nến của một ngày nó chỉ có một cái nến của mấy giờ thôi à, nên anh chị cẩn thận cho đó thì cái trường hợp thế này chúng ta gặp rất nhiều. Ở trên tuần chúng ta có thế này, này là chúng ta chỉ thực hiện lệnh bay thôi. rất tuyệt vời. Thì có bay ở chỗ này nếu stop loss ngắn chúng ta sẽ bay trực tiếp. Còn nếu stop loss lại dài thì chúng ta sẽ chờ 50% cái này. Giống như lần trước chúng ta nói rồi đó. chúng ta có thể mua hai mua. Thứ nhất là chúng ta mua trực tiếp ở chỗ này. À, out lên trên chúng ta mua trực tiếp. Cái thứ hai nếu stop loss dài chúng ta có thể chờ ở đây. Chúng ta chờ mua 50% kênh 3 và stop loss chúng ta đặt chỗ này. Khi thị trường nó quay được xuống thì chúng ta thua, mà thị trường nó lên thì chúng ta thắng. Đó. Và khi nó lên xa, nó đóng cửa lên trên này. Đó, nó đóng cửa, ví dụ nó đóng cửa lên trên này thì lúc đó chúng ta sẽ có thể, chúng ta sẽ tiếp diễn thêm một lệnh ở đây. Đó. Thị trường nó sẽ quay lại, test lại cái vùng này. Cái vùng này anh chị biết là giá vừa qua là vùng này là vùng gì. Anh chị nhớ không? Khi giá đóng cửa vượt lên trên này. Ôn lại cái nó cổ chứ. Rồi, đây là cái nến tiếp theo à. đóng cửa vượt trên này. Thì khi giá vượt ra trên này thì nó quay lại giá nó quay lại đây thì vùng đây chính là vùng hỗ trợ nhớ ha kiến thức cũ vùng hỗ trợ thì vùng hỗ trợ xác suất sẽ bị giá bị người ta sẽ đẩy lên đó đẩy lên đó đây thì nếu chúng ta mua lệnh dưới đây hoặc là chúng ta mua, mua lệnh đây mà sau thị trường nó lên bao candle đẹp quá rít out lên trên đẹp quá thì lúc đó chúng ta sử dụng phương pháp cũ cái sử dụng cái cái cái, cái inside bar outside bar chúng ta có thể chừa mua thêm một lệnh này tiếp diễn nếu như khoảng cách này với khoảng cách lệnh đầu tiên xa hai cái khoảng cách lệnh nhau trên lệnh rất xa thì chúng ta có thể tăng tiếp diễn ra một lệnh sau này chúng ta mua bán chúng ta sẽ thử nghiệm cái này. chúng ta sẽ nói về vụ này. trước mắt này nó ví dụ cho anh chị thôi. Thì đây là trường hợp chúng ta đặc đặc biệt chúng ta dễ nhận ra ha, nó chỉ có một cây nến. Còn một trường hợp thứ hai là nó lên nó cũng reach out. Reach out lên trên, đóng cửa lên trên luôn, không? Đóng cửa lên trên thì anh chị coi, thế này nhìn vô anh chị anh chị thấy là cái ô, thế này đúng là thành công đúng không? Cực kỳ thành công. Tại vì nó reach out lên trên đóng cửa lên trên rồi. Đó, sau đó rồi qua ngày hôm sau chúng ta đã thực hiện lệnh mua ở chỗ này nhưng không ngờ kết thúc cái ngày hôm sau lại thêm một cái cây nến nó quay đầu ngược lại ăn miếng trả miếng đó anh chị ha ăn miếng trả miếng thì xác suất chúng ta sẽ bị fail rất cao đó, sẽ bị fail rất cao nhưng anh chị nên nhớ tại sao chúng ta fail anh chị biết không tại sao chúng ta không thể thực hiện lệnh mua trên này anh chị biết không mặc dù break out lên trên á chị mua biết sao tại sao anh chị thấy gì không cái nến này là cái nến gì thế này là thế xu hướng này. đúng ra nó phải xuống thì chúng ta chỉ chờ xuống thôi chúng ta chỉ chờ xuống thôi tại nó là cái nến này cái nến giảm mà mặc dù rít out lên trên này đó, nhưng mà cái nến trước đó là cái nến power candle cái, cái nến mẹ này là nó một cái nến giảm thì xác suất là chúng ta sẽ sẽ bị giảm xuống đúng ra cái cây này nó phải lên thì nó đá xuống cái cây này, nó đá xuống thế này này nó lên là nó đá xuống một cây pha, pha kỳ xuống như thế này, này. Đó. thì chúng ta dễ nhận ra đúng không đó, thì những anh chị nào mà ẩu á, mua bán mật ẩu không biết xu hướng á, thì chúng ta thực hiện lên mua lên. Chúng ta vừa thực hiện lên mua lên là cái cây này nó đá ngược lại thì hai cái cây này hợp lại, hai cái cây này lên xuống một cây trái chiều nhau thì nó hợp lại sẽ thành cây này. Tại sao? Thì anh chị đi lấy cái chiều dài của cây này dương cộng trừ á, một cái dương một cái âm á cộng trừ lại thì nó sẽ ra cái hiệu nó ra cái hiệu thì cái hiệu nó chính là bao nhiêu còn cái body nhiều thì nó cài hai cái nến này cũng tương tự cái nến này thôi không có gì khác hết chỉ khác là nó hai ngày khác nhau đó chúng ta phải để cái cây này chúng ta để cái cây này đó, hoặc là chúng ta để xu hướng nếu anh chị có thể là đôi khi cái xu hướng nó lên nhưng mà đôi khi nó cũng có cái cây đỏ như thế này nha nhưng mà xuống đang lên xuống đang lên dù mặc dù nó có cây đỏ như thế này không có nghĩa là chúng ta sẽ bán xuống mà tại xuống đang đi lên thì chúng ta phải chờ xuống rõ ràng có khi là gì xuống đây lên có khi nó xuống ngày phải không sau đó rồi cái tiếp theo nó tạo cái gì nữa nó tạo gì nữa cái tiếp theo cái ngày tiếp theo nó reach out xuống như này nó đẩy ngược lên trở lại thì lúc đó là thị trường nó sẽ đi lên tiếp theo xu hướng tại xu hướng mặc định của nó đi lên đó, anh chị đi còn tùy thuộc vào xu hướng thì cái chúng này chúng ta sẽ áp dụng khác nhau ha thì xu hướng là chúng ta phải vẽ đường trên Trendline trên lại lên thế này thì nó là xu hướng lên mà trên xuống thì nó một xu hướng xuống anh chị để ý. anh chị để ý cái chỗ này ha anh để ý cái chỗ này thì cái này là làm sao làm đóng cửa đóng cửa phía trên cái đỉnh này đóng cửa trên này trên bóng nến trên body càng tốt trên đất trên body trên bóng nến càng tốt đóng cửa làm sao mà anh chị thấy cái đỉnh này này hai cái ngọn núi làm sao cái ngọn núi thứ, thứ hai nó phải cao hơn ngọn núi thứ nhất thì lúc đó cái, cái đáy này mới hiệu lực anh chị nên nhớ cho đó ha hiệu lực càng rõ ràng thì càng hiệu lực mà chứ không nằm kề 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 nhau á, thì không ví dụ nằm kề kề nhau thế này là không hiệu rõ ràng này Để tại sao cái vùng này sẽ là một cái vùng kháng cự thì cũng chưa gọi là vượt qua đỉnh à, vừa qua đỉnh là phải vượt rõ ràng vượt rõ ràng lên trên này luôn thì lúc đó so sánh hai chiều cao hai chiều cao của hai người đứng nhau là phải rõ ràng chứ còn nghênh nhanh nhích nhau một tí tẹo thì nó cũng là một cái vùng vùng hỗ trợ vùng kháng cự vì thế chúng ta chưa có thể gọi là đáy đỉnh à, cẩn thận cho đó ha làm gì làm chúng ta phải rõ ràng thì lúc đó xác định được cái, cái đỉnh đáy đó. thì mô hình chỗ này cũng vậy tương tự anh chị thấy đó. nếu mà xu hướng xuống mà xuất hiện cái thế nến này thì cái nến anh chị tiếp theo anh chị sẽ bán xuống anh chị sẽ bán xuống ha bạn xuống để anh chị nên nhớ cái cây này quyết định ha cái này quyết định đó. Đó. quyết định anh chị nào ẩu quên cha là cái vụ này à cái xu hướng này đang là xu hướng xuống mà read out này, anh chị đè đầu oh, à, anh đè đầu cái read out mô hình à, inside bar out lên trên thôi mua lên mua lên các anh chị ăn cám liền ha à, anh chị để cho đó rồi tiếp theo chúng ta sẽ tất cả cái mô hình này trong sách Forest 100 ở trước nói anh chị rồi. Tuy chúng ta không học về Forest nhưng mà cái cấu hình tất cả mô hình này là thị trường ngày xưa giờ người ta phát triển cho thị trường Forest mà chúng ta áp dụng cho thị trường này đều được hết. Vì thế chúng ta đọc qua cuốn sách này. Anh chị có thể in ra để anh chị gối đầu giường. Vì đó tùy cuốn sách này không còn trên thị trường nữa ha. À, tại vì cũng vì nhiều đây giới thiệu nhiều quá nên là bán cháy hàng rồi, không còn cho anh chị để mua nữa đâu. Anh chị phải chịu khó lấy like ebook. Ebook để in ra thôi. Và anh chị để ý những cái trang này và những chị nào giỏi tiếng Anh thì anh chị học trên này. Đó. còn không giỏi tiếng Anh thì anh chị học cái này. À, cũng như trên trách nhiệm việc trong cái bước số máy đã liệt kê cho anh chị rồi, anh chị có thể xem lại. Thì những mô hình này anh chị xem kỹ xem đi xem lại để nhớ. À, quan trọng chúng ta nhớ. Thì ở đây chúng sẽ nói sơ qua cho anh chị, còn lại anh chị phải tự đọc và tự nhìn tự nhận dạng cho kỹ ha. Đó anh chị đến này. Thì cái mô hình này à, chúng ta có thể không gọi cái tên này cũng được, à, tên này nó hơi bị khó. À, hơi bị khó để nhớ. À, thì chúng ta có thể dùng một cái tên khác À, cho dễ nhớ hơn à, chúng ta có thể nói thêm một cái nến bự anh chị thêm một cái nến bự này ha thì cái thế nến này anh chị có thể gọi, nó gọi trường hợp gì anh chị biết không nãy chúng ta mới học xong á hai cái nến này chúng ta thấy trường hợp giống trường hợp gì nó giống trường hợp gì giống nãy chúng ta mới vừa học đó. đó, đúng rồi đúng rồi ao 3 ba đó giống thế nãy là ao xe ba ha trường hợp mới học chứ không phải là đó thì tại sao cái nến mẹ này thấy không đó nó nằm đó cái nến mẹ nằm ngoài bên tay phải và cái nến con nằm bên tay trái người ta gọi là 3 đó thì trường hợp đó chúng ta không nói nữa à, trường hợp này nó đặc biệt là cái cây nến này à, người ta gọi là một cây nến à, bao trùm tăng à, có nghĩa là tại sao có nghĩa là đang xu hướng giảm anh chị thèm thấy, thấy xu hướng giảm mà ba cây nến giảm xuống tự nhiên có một cây nến khác màu một cây nến khác màu nha. nhớ anh chị nhớ một cây nến ba cây nến màu đỏ tự nhiên xuống dưới nó có một cây nến màu xanh quay đầu ngược lại vọt lên trên cao và cây nến này nó bự hơn cây nến này rất nhiều có thể là bự gấp đôi càng tốt càng cây nến càng bự càng tốt để làm gì để chúng ta biết được à xu hướng giảm đã kết thúc đây chính là đảo chiều tăng à, anh chị nên nhớ ha thì đây có là chúng ta, ta đừng có gọi mô mô hình lòng vật xui vậy tại do cái sách này là người việt dịch mà nhiều người không có chuyên môn người ta dịch khác nghĩa đi à, chúng ta sẽ dùng ý nghĩa của chúng ta là chúng ta nói bao trùm tăng anh chị nên nhớ cái từ này sau này anh chị nói cho dễ nên à, nến bao trùm tăng thì khi mà thấy một cái nến xu hướng giảm mà có một cái nến bự thế này bao gồm candle mà bao trùm cái nến trước đó thì nó chúng ta sẽ biết được rằng thế này chúng ta sẽ mua lên là con nghĩa ngay đây chính là cái đáy à, thị trường crypto thị trường nó luôn đảo đảo chiều xuống như này đúng không nó đang đi tăng lên nó đảo chiều xuống đây nó vừa nó đảo chiều xuống đây giảm một hồi lâu giảm giảm liên tục ba cái nến đỏ thế này tự nhiên xuất hiện một cái nến màu xanh ngược chiều lại thì đây chính là lúc giai đoạn chúng ta sẽ mua tiếp diễn từ mua dài hạn lên đó thì tương tự. Thì đây chúng ta gọi là cái này thế đến này. Và ngược lại, đang một xu hướng crypto đang xuống tăng mạnh thế này. Đó, tăng mạnh lên tới nóc thế này. Và tự nhiên trên này đang xu hướng tăng ba cái đến một đống cái đến tăng thế này, tự nhiên xuất hiện một cái nến đỏ. Cái nến đỏ là cái đến ngược chiều so với xu hướng. Bự. Nó đi xuống ngược lại. Đó, thì chúng ta nói rằng thị trường ngay chỗ đây là đã tới đỉnh rồi. Đảo chiều và chúng ta gọi cái nến thế nến này là bao trùm giảm, bao trùm giảm anh chị nên nhớ chỗ này ha, bao trùm giảm thì cái bao trùm giảm có nghĩa là sao là thị trường là sẽ đảo chiều, nó sẽ giảm theo xuống và sau này chúng ta nên nhớ, sau này chúng ta học công cầu thì chúng ta sẽ không mua trực tiếp trên này mà chúng ta sẽ vẽ cái vùng cầu này ra để chúng ta chờ cho nó test lại Rồi chúng ta mua lên, thì tương tự đang dạy chúng ta vẽ cái vùng cung trên này ra, sau này chúng học chúng ta biết và chúng ta đợi cho nó test lại chúng ta sẽ bán xuống, sau này chúng ta học anh chị tắt giùm micro dùm ha anh chị đừng để cái micro nó sẽ ảnh hưởng tới uh, anh chị khác rồi đó hai cái này rất quan trọng ha hai cái này chúng ta áp dụng rất nhiều chúng ta áp dụng rất nhiều và nó có trường hợp thế này anh chị nên nhớ khi mà cái thế thế này đó, có cái thế thế này đó, thì đôi khi nó sẽ tiếp tục có đảo chiều đi tiếp trường hợp thế này anh chị xem họ đôi khi xuất hiện đảo chiều đi tiếp Đó, ví dụ vậy xuất hiện đảo chiều đi tiếp Đó, vì thế là đôi khi chúng ta sẽ dự báo chúng ta bán trước à, bán bán trước bán trước nhưng đôi khi nó sẽ fail dạ tại vì cái thế này là cái thế có khả năng nó sẽ tiếp tục đi theo xu hướng có nghĩa là cái nếu mà cái cây nến tiếp theo à, cái cây nến tiếp theo lại đảo chiều tăng cây nến tiếp theo đảo chiều tăng nó lên trên này thì thế này chúng ta bán xuống chúng ta sẽ bị fail đôi khi sẽ đi tiếp Đó, đi tiếp Đó. À, nhưng mà chúng ta dựa vào những yếu tố khác. Có nghĩa là nếu theo fraction không thì chúng ta dễ bị fail. Dễ bị fail ha Nhưng nếu chúng ta áp dụng thêm một số kỹ năng hất ngay chỗ này, chạm với đường trendline, chạm với đường kênh giá, chạm với vùng cung, vùng cầu lòng vào nhau thì chúng ta khẳng định 100% là thị trường này chúng ta sẽ đảo chiều. sau này chúng ta học, chúng ta kết hợp lại. Chứ còn dựa vào fraction không thì chúng ta cũng dễ dàng bị fail ha. Dễ dàng bị fail. Các bạn đổ tương hòa này phải tắt dùm micro dùm ha. để để cái loa để nghe thôi tắt micro đi thì vì thế đó chúng ta phải kết hợp rất nhiều yếu tố để chúng ta quyết định bán thì sau này các anh chị sẽ à, sẽ học tổng hợp chúng ta sẽ ví dụ như nó làm trên đỉnh nó quay về cái vùng cung cũ đó ví dụ vậy sau này chúng ta học cung cầu chúng ta sẽ biết để tạm thời chúng ta chỉ biết nhận dạng cái mô hình này đi đó. thì cái mô hình thế này cái mô hình thế này nó hiệu lực nó hiệu lực mạnh nhất khi cái đến tiếp theo của nó nó xác nhận một cùng một xuống giảm ví dụ ngay trước trường hợp này đang là xuống tăng lên phải không thì cái cây nến tiếp theo này này những cái cây nến nhỏ nhỏ tiếp theo thế này, này mà nếu là một cây nến tăng luôn á thì lực đi rất mạnh sẽ độ an toàn cao hơn ha còn những xuất hiện một cây nến ngược lại cùng xu hướng màu sắc cùng xu hướng trước nó thì xác suất là chúng nó nó đi yếu hoặc là nó sẽ dằn co cho vùng này rất lâu hoặc là có thể bị fail vì thế nếu mà cái cây nến tiếp theo mà xác nhận tăng cho một cái xuống này luôn đó, nó phải cùng màu dưới cây nến đảo chiều này này thì lật đi rất mạnh là chúng ta giao dịch an toàn còn nếu màu nó ngược lại thì đất xác suất chúng ta sẽ có lệnh theo nhưng mà không ảnh hưởng gì hết chúng ta sẽ có thắng có thua là chuyện bình thường Đó, thì tương tự đáng ngại nếu mà cây nến này bao trùm giảm và cây nến tiếp theo này cây nến ngày hay tuần tháng như tiếp theo mà nó cùng cùng màu với cây nến bao trùm giảm á, thì lực đi rất mạnh ví dụ như cây nến này nó không có cây nến này À, nó có cái nến này. Cái nến này kế tiếp cái nến này thì lực giảm rất mạnh nha. Lực giảm rất mạnh, có nghĩa là một loại xác nhận là có nghĩa là xác suất giảm rất cao. Ví dụ trường hợp này, lát chúng ta xem. Đó. Nhưng mà nếu mà cường ngược lại nó có một cái nến thế này. Đó. thì nó có một cái nến tiếp theo là cùng chiều với xu hướng tăng trước đó thì thường xuyên cái cây nến tiếp theo nữa nó hiệu lực là với điều kiện cây nến theo nữa nó sẽ là đau chiều nó ngược lại cây nến trước đó thì là lực đi sẽ đúng còn nếu ngược lại mà cái nến tiếp theo nó lại giảm mạnh xuống này nữa hoặc là nó tăng ngược lên trên này nữa thì cái mô hình nến chúng ta sẽ fail đó, sẽ fail. thì sau này anh chị sẽ nhìn nhiều thực tế anh chị sẽ nhận ra được cái này trước mắt anh chị sẽ nhận dạng cho được đó đây là một cái nến bao trùm giảm đây là một cái nến bao trùm tăng có nghĩa bao trùm tăng là xu hướng sẽ đảo chiều tăng bao trùm giảm là xu hướng sẽ đảo chiều giảm đó, anh chị để nhận dạng đó để cho biết rồi bữa trước chúng ta học qua cái cái nến này anh chị biết rồi ha chị nhớ không đó nó nằm dưới đáy nằm dưới đáy nha rồi bây giờ nó nằm trên nó nằm ngược lại nó nằm trên cao là thế nào Nằm nay thì nến gì rồi ok người treo cổ ha anh chị anh chị nó không nhớ thì tự ôn lại ha rồi đó thì cây nến này người ta gọi là một cây nến thuận nếu cũng là một cây nến búa thuận ha nếu trường hợp nó nằm dài nằm cũng dưới đáy luôn thì đây chúng ta gọi là một cây búa ngược gọi là investor đó, investor hammer cây đối ngược thì tác dụng nó cũng như nhau trong một xu hướng xuống mà xuất hiện hai cái đến một trong hai thế này thì chúng ta sẽ nói rằng xu hướng giảm đã kết thúc và thị trường sẽ đảo chiều đi lên đó. đây là những cái điểm này để, để chúng ta nhận dạng mua crypto anh chị biết không khi crypto lên cao nó tuột xuống dưới dây nó tạo ra một cái nến thế này đó thì chúng ta nói rằng à thị trường giảm điều chỉnh đã hết và lúc đó chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên và khi nó thật nó chạy đúng thì nó sẽ reach out khỏi cái đỉnh cũ luôn đó, anh chị rất mạnh ha tỷ lệ cái này có thể là gấp đôi hoặc là gấp 1,5 lần như anh chị lần trước nói rồi là dạy chỉ cho anh chị cái phần vẽ vẽ dạng sóng rồi đó là sẽ một năm lần đó thì đây thị trường đi xuống đã kết thúc lúc này là lúc thị trường à, sẽ đi chiều đi lên đây anh chị xem hồi nãy nói là bây giờ ngược lại nó nằm trên đỉnh nó nằm trên đỉnh ha thì nó là nến treo cổ có nghĩa là đang xuống đang đi lên cao lên tới nóc rồi xuất hiện cây nến như thế này thì chúng ta nói rằng chúng ta tạm thời chúng ta nói rằng là thị trường này đã lên tới đỉnh và sẽ đảo chiều và đảo chiều xuống tới đâu còn tùy thuộc vào nó cao ở mức nào nó đang ở đỉnh trên trên cao nhất hay là đỉnh ở tạm thời chưa đủ hoàn toàn sống. nếu mà con sóng này chỗ này là sóng số năm sóng số 5 thì xác suất thị trường sẽ xuống rất xa xuống rất xa còn nếu đây nó mới chỉ là sóng số 1 số 3 thì thị trường nó chỉ giảm điều chỉnh tới số vị trí 2 số 4 nó sẽ đi lên đó, tùy thuộc chúng ta sẽ kết hợp nhiều yếu tố để chúng ta nhận dạng đó thì đây là người treo cổ anh chị xem nếu như là chúng ta nói nếu mà cái cây nến này này là một cây nến dạng búa hammer mà cái nến tiếp theo phải xác nhận xu hướng tăng thì hiệu lực tăng rất mạnh anh chị nhớ ha nếu mà cái cây búa thế này mà cây nến theo là bảo hiểm nó đảo chiều cây nến đỏ thì hiệu lực sẽ đi rất chậm hoặc là sẽ sai quay hoặc là có khi chúng ta fail thì lúc đó chúng ta phải đợi thêm một cái nến tiếp theo nữa cái nến tiếp theo nữa là cái nến bao trùm tăng cái thứ gì đó của cái nến trước đó thì hiệu lực tương tự thế này vậy cái nến tiếp theo là cái nến sắc nhận giảm cho cái mô hình treo cổ thế này đó mô hình treo cổ thế này ha thì tuyệt vời thì sẽ bị giảm sau đó, bị giảm sau rồi thì còn một trường hợp thế nữa là đôi khi có một trường hợp cho nến thế này đó. nó cũng tựa giống như một cây nến, sau này nó có thi nó trường hợp nó tựa giống một cây nến của người treo cổ luôn, nhưng nó một cây nến bự. Bự hơn, cây nến bự có nghĩa là power candle, cây nến. Cây nến mà gọi là cái cái nến body á nó hơi bị bự, bự, bóng nến nó nhỏ mà nó nằm lơ lửng thế này có nghĩa là nửa cái cái mở cửa này này, cái mở cửa chỗ này nó nằm cao hơn cái mở, nó nằm cao, có nghĩa là nhảy gap, người ta gọi là gap ha. Chúng ta sẽ gặp trường hợp này nhiều trong forex chúng ta gặp nhiều nhưng trong thị trường à, crypto thì chúng ta không gặp nhiều ha tại crypto mở cửa 24 trên 4 và sàn nó có đóng cửa nên là chúng ta không có thấy gap à, còn cái thị trường này này chúng ta sẽ thấy trong thị trường chứng khoán à, thị trường chứng khoán và thị trường forest, à, thị trường vàng là có rất nhiều tại thị trường đóng cửa cuối tuần thì qua tuần nó có giá mới sẽ nhảy gap lên hoặc anh chị sẽ thấy rất nhiều và một số trường hợp là một người ta bán khống một số trường hợp người ta bán khống hoặc là số trường hợp là là giao, mua giao dịch thỏa thuận gì đó nó sẽ tạo ra một cái giá khác so với giá thị trường à, là lúc đó thì nó sẽ tạo ra một cái hình thế như thế này và hình thế thế này thì chúng ta sẽ gọi nó là một mai đang bao phủ anh chị để hả Cái thế này thế gọi là màu đen bao phủ có nghĩa chúng diễn tả như là một có một cái đám mai trên, trên đầu nó phủ xuống vậy đó đám mai trên đầu nó phủ xuống thì chúng ta sẽ gọi mô hình này là mô hình mai đang bao phủ à, thì mô hình này cũng báo hiệu là khi chúng ta thấy cái thế thế này là chúng ta báo hiệu là xu hướng tăng nhớ nha xu hướng tăng đã kết thúc và nó là xu hướng giảm điều chỉnh hoặc là đảo chiều luôn. Nó tùy thuộc. Thường xuyên trong chứng khoán crypto thì chúng nó chỉ là giai đoạn giảm điều chỉnh thôi. Thì nó là xu hướng thị trường nó luôn đi tăng triển thế lên thế này. Thì nó giảm nó giảm điều chỉnh tới đây thôi. Còn nếu thị trường trong forex thì nó đi chạy thành sinh thế này. Thì nếu xuất hiện ngay trên đỉnh này thì chúng ta sẽ nói là giảm, sườn giảm, có thể là giảm. Đó, thế là giảm. Và cũng có thể là giảm điều chỉnh. Còn với trong thị trường crypto, thị trường chứng khoán thì để mà trường hợp để đảo chiều mà 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 thủng luôn xuống dưới nó không đi lên nữa nó nó lại thủng xuống như này thì chúng ta gọi là phá sản gần như là công ty đó phá sản à, phá sản ha nên là giảm mà giảm thủng luôn á không phải là giảm giảm điều chỉnh thì coi như công ty này phá sản chúng ta sẽ thua à, hoặc là à, crypto mà khi nó lên tới này nó thủng cái ào xuống ta đáy luôn thì người ta gọi là bong bóng à, người ta gọi là bong bóng à, có nghĩa là đồng tiền này sẽ bị À, mắc luôn trên thỏa thị trường à, hoặc là à, là là bị bị lừa đảo à, ví dụ như một số đồng tiền giờ rồi như bitcoin à, bitcoin giờ rồi nó đang lên trên đỉnh mấy trăm đô nó tụt xuống gần còn có mấy chục đô thôi à, và động là kia thì đó thị trường đó là gọi như thị trường thường xuyên nhận sóng là thủng luôn như vậy thì là một là phá sản hai là lừa đảo ba là có nghĩa là coi như là bong bóng à, nên anh chị là chỉ, chúng ta chỉ gọi là giảm điều chỉnh thì khi trường hợp thế này trên trung tháng hay trên không tuần mà thị trường chúng ta lên rất cao mà chúng ta thấy cái thế nến thế này thì nhiệm vụ chúng ta làm sao thấy thế nến thế này chúng ta làm sao nếu trong thị trường crypto thị trường chứng khoán thì chúng ta làm sao tại sao phải bán tại sao chúng ta phải bán sao chúng ta không nói là chúng ta chốt lời một phần đúng rồi phải nói vậy nè đó chúng ta sẽ chốt lời một phần hoặc là chúng ta có thể chốt lời xong rồi chúng ta chờ cho nó rớt xuống tới vị trí nó xuất hiện cái như mô hình đảo chiều chúng ta sẽ mua lên lại tại vì xu hướng một sướng có thị trường tăng trưởng mà, mà chúng ta đè đầu chúng ta bán chi nếu chúng ta bán thì xác suất chúng ta sẽ bị thua rất cao tại vì thị trường nó sẽ quay một tí tẹo xong nó quay đầu đi lên luôn nó chỉ quay đầu một tí để giảm điều chỉnh thôi đi lên cho anh chị xem À, thị trường Bitcoin vừa rồi đó, anh chị thấy không? Nó lên từ ở vị trí 3.000, nó lên liên tục liên tục liên tục anh chị, anh thị dám bán xuống không? Bán xuống tí nó quay đầu lên cái rạc liền, anh chị anh chị đỡ tay kịp không? Có nhiều người bán xuống, bán xuống là trở tay không kịp rồi, rồi, rồi sao? Chúng ta chỉ tạm thời, chúng ta chỉ chốt lời. Chốt lời một phần nào đó thôi. Ví dụ rất nhiều trường hợp đây, anh chị xem. Đây. Có rất nhiều trường hợp ha. Đó anh chị thấy gì không? Cái nến này có anh chị theo anh chị là cái đang xuống tăng đó anh chị thấy cái nến này là cái nến gì? Có phải là cái nến bao trùm giảm không? Bao trùm giảm không? Rồi có phải anh thị tái vậy, anh chị đè là anh chị bán xuống đúng không? Đúng không? Nếu nếu nãy số lượng nó bán là đúng đúng không? Thì bán cái này chết không? Chết không? Chết quá xong chết. Đó. Rồi mấy trường hợp thế này nữa nè tới trường hợp như này anh chị thấy cái nến đảo chiều này chị bán xuống tao lót chị đặt đây mà anh chị bán xuống chị dần không kịp anh chị chốt lời không kịp anh dần không kịp thì nó quay có vèo lên phát là cuối cùng anh chị về tay không không đó. thì tới những trường hợp thế này anh chị thấy cái thế nến này anh chị có thể chốt lời mấy chục phần trăm sau anh chị có dùng vốn đó chị tiếp tục vẽ cái vùng này ra anh chị chờ lấy cái vốn ở chốt lời đó anh chị đặt anh lên bay anh chị bay lên anh chờ bay lên đó nó sẽ an toàn hơn còn không thì anh chị giữ luôn cái lệnh cũ anh chị đặt bay lên tiếp đó là một cái sướng thị trường này là phải dạy. Ví dụ trường hợp đang vậy anh chị tới đến đây anh chị, anh chị tiếp tục anh chị đặt lệnh chờ bay limit ở đây, anh chờ cho mua lên. Tại cái vùng này quan trọng, anh chị chờ mua lên. Đó. không phải chúng ta thấy rồi chúng ta đè đầu chúng ta bán xuống, gọi là đúng ha? Trong thị trường này không có định nghĩa bán xuống, à, thị trường định nghĩa bán xuống. Anh chị bán xuống cẩn thận anh chị sẽ sẽ khỏe đầu ha. đó, ví dụ, vậy. ví dụ trường hợp này như vậy, ví dụ trường hợp này đây, cũng tương tự anh chị thấy cái gì không? cây bao trầm giảm đúng không thì khi anh chị thấy một cái thế nến này á mà anh chị bán xuống anh chị rút tay không kịp anh chị bán xuống anh chị rút nó, nó tới đây nó quay đầu lên nó chưa được đạt mục đích chúng ta nó quay đầu lên và lên tới đây là anh chị sợ rồi này đó, nó quay lên tới đây là anh chị sợ rồi anh chị lên anh chị là chắc thấy 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 tiêu rồi đó mà sau đó thị trường nó lại giảm tiếp là anh chị đây là cái mà là may mắn là nhờ nó giảm chúng ta đây nó chưa đúng cái vùng mạnh nhất nên nó quay lại chứ nếu có đúng vùng mạnh nhất là anh chị thoát tay không kịp luôn thị trường crypto khi nó quay lại nó quay lên rất nhanh và nếu chúng ta lệnh bán xuống chúng ta không cẩn trọng thì lệnh chúng ta sẽ tiêu khi tới trên này chúng ta có thể chốt lời chúng ta à lợi nhuận chúng ta đạt tỷ lệ chúng ta mua từ dưới đây mà lên tới đây chúng ta đạt, đạt tỷ lệ một sáu rồi thì chúng ta à vậy chúng ta chốt lời 50% mươi đi năm phần trăm lệnh đó, rồi chúng ta chốt lời chúng ta dùng cái vốn chốt lời đó chúng ta tiếp tục chúng ta mua ở vùng này đặt mua ở vùng này và đặt mua ở vùng này ba cái vùng quan trọng này nó sẽ quay đầu đi lên đó, quay đầu lên thì tốt hơn nhiều ha nên là cẩn thận à, trong cái thị trường này đôi khi chúng ta bán thì bán vui nhưng mà chúng ta phải canh thị trường ngoài còn không chúng ta cứ theo theo là chúng ta đợi cơ hội chúng ta điều chỉnh là chúng ta mua lên thì sẽ an toàn hơn nhiều anh chị nào bán xuống thì anh chị thắng trọng hoa bán xuống là qua dần qua dần là chập dao chập, chập, chập dao đó. rồi tiếp theo à, chúng ta sẽ mua những cái mô hình tiếp theo anh chị cũng tương tự anh chị xem đó thì cái mô hình trên này cũng vậy đang một sướng xuống, xuống thế này đó, xuống thế này mà nó xuất hiện một cây nến lơ lửng, cây nến có nghĩa là cái mở cửa nó nằm dưới này, à, nó cửa này nó không nằm ngay hàng thẳng lối nữa, Nó không nằm ngay hàng thẳng lối thế này, à, nó không nằm hàng thẳng lối thế này ha, à, mở cửa đóng cửa không thẳng lối, mà lại nhảy vọt xuống dưới, có nghĩa là giá thế này là giống như gì, giá mà nó, nó vọt xuống dưới, Xong nó quay đầu trên lên, à, thế này, à, thế này, thì chúng ta, à, thì rất nhiều người gọi mô hình nào cũng được, thì đây ở đây sẽ gọi chung nó là mô hình sắc nhọn, à, sắc nhọn ha còn xuyên thấu thì ai gọi xuyên thấu cũng được nó là tên khác thôi à, tùy theo người dịch thì đó thì mô hình xác nhọn đó. thì cái trường hợp này là chúng ta báo hiệu rằng xu hướng đang đi xuống mà xuất hiện một cái nến thế này thì chúng ta nói là thị trường giảm đã kết thúc xác suất quay đầu rất cao thì để quay đầu hay không chúng ta tùy thuộc vào cái nến tiếp theo nếu cái nến tiếp theo mà xác nhận tăng thì thị trường nó sẽ quay đầu thiệt mà nếu cây nến tiếp theo xác nhận giảm nó quay đầu xuống giảm thì thẳng trọng là nó sẽ đi tiếp theo xu hướng trước đó. đó. Anh chị để cho đó ha. Rồi. Tương tự như thế. Cũng mô hình đang xuống giảm xuống. Mà nó cũng có sự trên giá này. Người ta gọi trên giá cái khoảng này người ta gọi gáp. Khoảng nhảy gáp. Là có là tên kỹ thuật trong trên, ngành là gọi gáp. Còn hai người tiếng Việt người ta gọi trên giá. Đó. có nghĩa là thời gian điểm mở cửa của cây nến tiếp theo lại lệch qua sau cây nến đóng cửa cây nến trước đó nó sẽ khác thì nó có sự trên giá hở thế này hở thế này mà nó nằm đang nằm dưới lợi lửng thế này thì người ta gọi cái mô hình này là mô hình sao mai hay chúng ta có thể gọi tiếng anh là morning star ha morning star là được rồi đó thì chúng ta báo hiệu là xu hướng giảm đã kết thúc có nghĩa là xu hướng giảm điều chỉnh chúng ta trong stock chúng ta gọi là xu hướng giảm điều chỉnh đã kết thúc và đây là cơ hội tiếp tục để chúng ta mua à ta mua ta mua lên cũng như hay là thị trường crypto cũng vậy khi nó giảm xuống, ví dụ như rồi crypto hay là à, tất cả thị trường đều giảm hết mà khi nó xuất hiện reaction như thế này thì cơ hội ngàn năm có một để chúng ta đặt vốn. Chúng ta tiếp tục chúng ta mua lên. Đó, thì nó nằm như thế này, cái thế này nó cũng tự tựa giống cái nến à cái nến của là gọi là cây búa, đó, cái búa ngược đó, nhưng nó khác cái là gì? Cây búa là phải có cái bóng nến nó dài, còn đây là bóng nến nó cực kỳ ngắn anh chị ha. Bóng nến cực kỳ ngắn thì lúc đó chúng ta nó tóm lại nó nó nhỏ lắm, cái cái nến nó nhỏ lắm, giống được cái ngôi sao trên trời cao vậy đó. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái mô hình này à, chúng ta biết là thị trường đã đảo chiều rồi chúng ta sẽ mua lên đây này và stop chúng ta sẽ đặt kia đây sau này chúng ta sẽ học Đó, ví dụ vậy. tương tự thì cái thế này dễ nhận ra còn một cái trường hợp khác nữa là cái doji một cái doji nhỏ tí theo thôi có nghĩa là gió mở cửa đóng cửa nó cùng một địa điểm thì trường hợp này cũng gọi là một morning star ha à, là một sao mai thì báo hiệu chúng ta biết là thị trường giảm đã kết thúc giảm điều chỉnh đã kết thúc và đây là cơ hội để chúng ta tiếp tục mua lên theo xu hướng lớn à, theo xu hướng à, ví dụ như trường hợp đó ví dụ như trường hợp mấy cái trường hợp này này anh chị xem mấy cái thế này, này. À, nếu nó nó lơ lửng ở đâu đây nó nằm xuất hiện một cái cây nến một cái nến giống được cây nến nãy chúng ta mới học đó thì chúng ta báo hiệu là cái nến này thế này đi lên à, rất đẹp ví dụ vậy à, tương tự như những, cái gặp tiền khác cũng vậy à, khi nó có xuất hiện một cái thế đó là coi như chúng ta tuyệt vời à, hiện tại nó chưa có cái thế nào là đảo chiều hết nên nó còn y ập, nó còn đi xuống thế này còn khi cần nó có một xuất hiện một cái cây nến kết thúc cái tuần này hay kết thúc cái tháng gì đó mà có một cái nến tương tự cái nến mà chúng ta nói thì tuyệt vời đó, thì tuyệt vời để chúng ta thực hiện à, lệnh mua lên à. rồi tương tự cho trường hợp xu hướng mà đây chúng thương xu hướng này là xu hướng làm gì nó đi giảm điều chỉnh kết thúc và chúng ta mua lên giảm điều chỉnh kết thúc chúng ta mua lên thì chúng ta sẽ học một trường hợp là lên tới đỉnh à, lên tới đỉnh có nghĩa là lên tới đỉnh là nó sẽ rớt lên tới đỉnh nó sẽ rớt thì trường hợp nó ngược lại so với trường hợp sau mai thì nó sẽ là sau hôm ha à, sau hôm thì trường hợp này không có gì khác chỉ khác cái là xu hướng đang đi lên xuất hiện cái cây nến này cây nến này mà nó nằm trên nóc nó nằm trên đỉnh và sau đó thì chúng ta nói rằng thị trường xu hướng tăng đây à, đã tới đỉnh và giai đoạn giảm điều chỉnh bắt đầu à, giảm điều chỉnh đã bắt đầu đó. tại sao trong thị trường chứng khoán và crypto chúng ta chỉ nói giảm điều chỉnh thôi ha còn nếu trong thị trường forex thì chúng ta sẽ tập trung chúng ta nói là đảo chiều trong này chúng ta nói là giai đoạn giai đoạn này cũng giai đoạn có thể nó đảo chiều được nhưng mà đảo chiều trong giai đoạn giảm điều chỉnh thôi không phải giảm luôn, giảm điều chỉnh Thì trường hợp này cũng là giảm điều chỉnh và nhiệm vụ chúng ta là tìm cái điểm mới tìm cái điểm giảm mới nó có dấu hiệu đảo chiều tương tự như thế này này để chúng ta sẽ mua lên để chúng ta sẽ mua lên Đó. còn nếu mà nó giảm thủng luôn nữa thì cái thị trường mấy cái thị trường này không còn là đầu tư giá trị tăng trưởng nữa không còn là đầu giá trị nữa các công ty phá sản rồi đó. đồng cái đồng này là đồng lừa đảo thì là cái đồng là đồng bong bóng rồi đó chị này bỏ qua giảm điều chỉnh thì đúng còn để giảm luôn đảo chiều luôn thì anh chị thận trọng ha đó. tiếp theo đó một cái mô hình tiếp theo mô hình tiếp theo anh chị tưởng tượng giống như mấy chị em phụ nữ mà hay dùng cái kìm bấm tay đó nó có hai cái cây gọng kìm thế này này đó. thì hai cái này cũng là dòng hai cây pin 3 hai pin ba hoặc là cây uh, doji hoặc là cây cái, cái thế gì đó mà nó có cây uh, bao pin uh, ba hoặc là cây uh, hammer cây búa gì đó nó thế gì đó đó, đó. Cái, hay là cái shooting star gì đó ví dụ vậy thì nó có thế hai cái gọng kìm hai cái kìm hai cái gọng kìm thì lúc đó anh chị nhớ khi xu hướng lên mà xuất hiện hai cái cabin ba để xuống đó, thì chúng ta nó xu hướng tăng đó, là tới đỉnh rồi thì giai đoạn giảm điều chỉnh sẽ xảy ra thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì tới trường hợp chúng ta thấy cái thế này mà trên không tháng hay không tuần thì chúng ta có thể chốt lời một phần nếu thị trường đó đi đạt tỷ lệ một sáu một hay là một bài tùy anh chị ha nhu cầu anh chị mà thấy cao rồi thì anh chị chúng ta sẽ là gì chúng ta tốt lời một phần sau đó chúng ta sẽ chờ chúng ta sẽ mua liên tiếp chứ chúng ta không được phải bán xuống ha chúng ta không nên bán xuống thường xuyên những người bán xuống là phần lớn là là chúng ta phải canh lệnh và chúng ta rất lo sợ tại thị trường đi xuống nó đi xuống và sau nó giật lại rất nhanh nên là chúng ta phản ứng không được vì thế chúng ta sẽ là chốt lời một phần hoặc là chúng ta giữ lệnh luôn phần lớn chúng ta có thể giữ lệnh luôn và khi thị trường xuống tới đây nó sẽ quay đầu lên lên tiếp thì có lệnh cũ lợi nhuận lên tới đây là rất cao và chúng ta có thêm cái lệnh mới còn những anh chị nào bán bớt hoặc là anh chị đóng luôn mà lỡ thị trường nó quay xuống tí tẹo nó quay đầu lên thì tất cả cơ hội mà anh chị mua trước đây anh chị không còn gì hết anh chị zero anh chị thoát hết rồi anh chị đâu có mua lại được đâu anh chị chờ mua dưới này ví dụ anh chị chờ mua đâu dưới này mà thị trường nó tới đây nó quay đầu lên mất nó không dính lệnh chờ mua của anh chị thì coi như tất cả anh chị cố gắng phân tích từ ngày xưa giờ anh chị bán sạch hết rồi anh chị sẽ không cơ hội vào đây nữa lúc đó anh chị sẽ hối tiếc vì thế chúng ta nhớ đầu tư giá trị tăng trưởng là chúng ta phải chịu khó chúng ta phải hold lệnh và chúng ta sẽ chờ chúng ta mua lên tới đây chúng ta mua lên tới đây chúng ta mua lên chúng ta lại mua lên và lệnh cuối cùng dưới này chúng ta vẫn giữ để chúng ta tỷ lệ lợi nhuận chúng ta sẽ double 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 lên chúng ta không phải là thánh nên lúc nào chúng ta chờ là đúng hết nha chúng ta không phải là 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 thánh không phải lúc nào chúng ta chờ tới đây là dính lệnh chờ tới đây dính lệnh đâu mà thị trường có khi nó quay lên tới nửa chừng nó đi lên ra đó nó không có quay xuống đụng cái lệnh chúng ta thì chúng ta sẽ mất hết tất cả lợi nhuận. rất ổn. Rồi tương tự, khi mà thị trường đi giảm điều chỉnh xuống tới một cái vị trí mạnh, tới vị trí mà xuất hiện cái thế nến gọng kìm thế này, thì đây là giai đoạn chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lại. À, chúng ta sẽ mua tiếp diễn, chúng ta sẽ mua sẽ bổ sung, chúng ta sẽ tăng lợi nhuận, chúng ta sẽ tăng thế lên. À, chúng ta sẽ dùng vốn chúng ta mua lên. À, nếu chỉ có vốn sẵn thì anh chị sẽ đặt lên mua vô lên. Còn nếu không chị không có vốn sẵn thì anh chị có thể chốt lời một phần lấy lợi nhuận trên này và anh chị đắp vô trên này để anh chị mua lên theo xu hướng tiếp đó, tùy tùy khả năng của từng anh chị mà anh chị sẽ dùng cái cái vốn uh, mới hoặc là cái vốn mà anh chị đang có sẵn lợi nhuận đang có sẵn đó, anh chị sẽ chốt anh chị sẽ mua lên thì như thế nên thì anh chị phải tự học lại anh chị phải nhớ tại mấy cái này phải nhớ ha nhớ như in trong đầu anh chị có thể in ra chụp ra chị dán khắp nơi trong nhà trong toilet hay trong cái nơi nào đó phòng ngủ hay nằm dưới nhà anh chị trắng để sàn nhà, nhà mở cửa ra mở mắt ra anh chị thấy thái anh chị biết nó mô hình gì đó bây giờ và những cái thứ này để nhớ được hết thì anh chị phải cần 2 năm. Nhớ được hết mà anh chị không cần mở sách, anh chị nhớ thì anh cần phải 2 năm. Hoặc là anh chị cần phải 8 tiếng đến 12 tiếng trong một ngày, anh chị nhìn nó hoài thì anh chị sẽ nhớ. Rồi tương tự, cũng có những mô hình tiếp theo. Thì rất nhiều mô hình, rất nhiều mô hình đó, nhưng mà liệt kê những mô hình chính này là gì? Những mô hình này chúng ta áp dụng liên tục. Chúng ta áp dụng liên tục ha. Áp dụng liên tục tại vì nó diễn ra suốt nên chúng ta sẽ dùng những mô hình này à, Thì trong này cũng có vài mô hình sẽ ít xảy ra à, Nhưng mà những mô hình này thì thường à, Chúng ta áp dụng tỷ lệ thành công rất cao à, 90 mấy phần trăm sẽ thành công à, Còn trường hợp mà chúng ta không thành công Thì là do nó bị à, tin tức nhiễu Hoặc là do bị à, nhà lái Người ta chơi, người ta làm giá Thì đôi khi nó sẽ bị à, ảo à, Thì tất nhiên chúng ta sẽ có thắng có thua là chuyện bình thường Nhưng tổng chúng ta lời là bình thường ha Rồi, một cái mô hình tiếp theo Mà anh chỉ thấy ba cái nến Doji À, xuống tăng lên nó thấy ba cái nến doji tí tẹo tí tẹo lơ lửng thế này, ba cái nến doji tí tẹo lơ lửng, Đó, lơ lửng thế này nó giống ba cái nến thế này thì chúng ta gọi là mô hình ba ngôi sao. Thì thường xuyên chúng ta biết rằng cái tới khi nó lên tới đỉnh mà cái đối tượng mà bán, á, cái đối tượng mà bán xuống á, cũng có và đối tượng mua lên cũng có nhưng hai cái nó ngang nhau, tỷ lệ mua bán mua bán nó ngang nhau có nghĩa là không có ai mạnh tay lên mua lên hết mà cũng không, mạnh tay bán xuống thì nó nó dằn co đâu được mấy tuần, nếu như cái nến này đến tuần thì dằn co trong 3 tuần. Thì anh chị biết rằng khi anh thấy ba cái nến thế này là anh chị là biết là thị trường đảo chiều sẽ bắt đầu. thị trường giảm điều chỉnh, đảo chiều giảm điều chỉnh sẽ diễn ra. Có nghĩa là thị trường sẽ đau mạnh trong thời gian tới. Trong 3 tuần tới sẽ đau mạnh. Đó, thì khi chúng ta thấy thế này là chúng ta có thể chốt lời một phần. Chúng ta lấy cái lợi nhuận, chúng ta sẽ chờ lại dưới vùng vùng đáy đáy mới để chúng ta thực hiện lệnh chúng ta mua lên. Hoặc hoặc là chúng ta có giữ lệnh và chúng ta sẽ tăng vốn mới rồi là chúng ta chờ chúng ta mua lên ở tùy thuộc nếu anh chị thấy cái vùng này á cái vùng mà mạnh vùng mạnh á, nó gần ở đây á, thì chúng ta có thể à, thể là giữ lệnh cũ còn nếu chúng ta thấy cái vùng mạnh mà khoảng cách nó nó hồi lại còn gần hết luôn gần hết doanh thu lên thì chúng ta có thể xem xét chúng ta sẽ chốt lời 70 phần trăm hoặc tám phần trăm chúng ta chỉ giữ 20 mươi phần trăm lại thôi để thị trường nó còn quay đầu thì chúng ta không có bị à, bị tiếc là chúng ta mất hết không còn lệnh nào Đó. Đó, ví dụ vậy thì thường xuyên vừa rồi đã chốt lời chứ cũng chỉ mấy chục phần trăm thôi. Ba chục phần trăm thôi. Còn giữ tới bảy mươi phần trăm rồi. Nên thị trường nó đau xuống. Thì đôi khi chúng ta mất lợi nhuận rất cao. Nhưng khi trường nó quay ngược lên thì lợi nhuận chúng ta sẽ double lên. Đó. Thì tương tự như vậy. Nó có ba cây nến thế này. Nó nằm ở dưới đáy. Thì khi mà thị trường đảo chiều xuống tới đây. Đảo chiều xuống tới đây mà xuất hiện ba cây nến thế này. Thì đây là cơ hội chúng ta làm gì? Chúng ta đặt vốn vô chúng ta xúc lên thị trường tới lúc nó sẽ đảo chiều đi tiếp theo xu hướng trước đó. đó à, ví dụ nó xuống tăng như này, tăng thế này, nó đảo chiều xuống này gặp xuất hiện cái nến này, nó sẽ đảo chiều đi lên thì thị trường sẽ lên nó rất mạnh. Đây là chúng ta nhìn thấy cái thế nến này dưới đáy là chúng ta sẽ mua lên. Thấy cái nến này trên đỉnh thì chúng ta sẽ chốt lời một phần. Hoặc là chúng ta chốt lời à, bao nhiêu đó tùy anh chị, tùy các anh chị thấy nhu cầu của anh chị mà cảm thấy không muốn mất lợi nhuận anh chị sẽ chốt lời. Mà đã chốt lời hết thì anh chị đừng có tiếc. Anh tập cho quen ha. À, ví dụ đã tiếc thì đừng có chốt lời hết. Đó, à, ví dụ vậy thì ngay chỗ này cực kỳ quan trọng chúng ta sẽ mua lên à, mà khi thị trường nảy thế này đó khi nó mua lên break out lên trên này thì nó quay lại thì để vùng này là vùng hỗ trợ anh chị nhớ ha thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mua lên nữa đó, sẵn nhắc cho anh chị luôn rồi cái mô hình này ít xảy ra mô hình ít xảy ra nhưng chúng ta cũng biết sơ sơ à, thế mà ba cái nến thế này ba à, cái nến này lâu lắm chúng ta mới gặp ha à, Thì cũng là một mô hình đảo chiều tương tự như cái thế này thôi nói chuyện ha thì anh chị có thể à, đọc thêm cho biết thôi thì nó cái tên gọi của nó là à, các đường gặp nhau cái tên này cũng, cũng cực kỳ khó nhớ thì ba cái thế này chúng ta có thể áp dụng cho ba cái nến này trong mô hình gì anh chị biết không bên đây mô hình gì thay vì chúng ta nói là mô hình ba đường gặp nhau thì chúng ta nói mô hình này mô hình gì mới học sau nãy đó mô hình này mới học sau nãy luôn này mô hình này là mô hình mai đang bao phủ này mô hình này là mô hình sắc nhọn này đó, nó giống đẹp nhau thôi thì anh chị có thể dùng cái đó vô để nói không cần chính xác là ba đường gặp nhau đó. thì chúng ta có thể tương tự vậy để xác suất để có đường này thằng phần lớn là mô hình bao phủ mai đang bao phủ này mô hình sắc nhọn này rồi mô hình này cũng ít xảy ra thế nến này cũng ít xảy ra à, thế nến chỗ này thì à, trong thị trường à, lâu lâu cũng có gặp nhưng mà anh chị biết để biết anh chị đi ba cái cây nến kề nhau thế này có nghĩa là khi một xuống lên mà nó lại ba cái nến nhỏ kề 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 nhau vậy đó là anh chị sẽ biết được là à lực lên đã yếu có nghĩa là cái lực lên đã yếu và có nguy cơ sẽ đảo chiều sẽ có nguy cơ sẽ là giảm điều chỉnh đó anh chị nhé thấy trường hợp này có nghĩa là tới cái chỗ đoạn này thì anh chị cũng tương tự thấy thế nó giống thế nến như này à cái này là lực cái lực đi lên đã yếu rồi thì chắc chắn ai cũng thấy ba cái nến dài yếu là ai cũng đè đầu bán xuống hết đè đầu bán xuống hoặc đè đầu chốt lời thì thị trường nó tự động như nó đau nó đào xuống vì thế thái trường hợp thế này nhiệm vụ của anh chị cũng tương tự chốt lời một phần à, chốt lời một phần hoặc là anh chị có thể chờ anh chị mua tiếp như này Đó. hoặc là anh chị chốt lời hết tùy nhu cầu rồi trường hợp như này ngược lại xu hướng đi xuống mà nó thực hiện ba cái nến nhỏ nhỏ ti li ti li, ti thế này là người ta nói là lực bán xuống đã yếu thị trường có nguy cơ đảo chiều thì khi cái thị trường nó có cái nến ngược lại đảo chiều thế này thì anh chị biết mô hình này là mô hình gì? Đó. Có thể chúng ta nói là ao say ba, chúng ta có thể nói là bao trùm giảm. Đó. Nó, nó ví dụ vậy. hai cái đó thì anh chị biết là là khi thấy mô hình đó là là thế nó giảm rồi. Đó. Đó đáng vậy. Thì bao trùm tăng hoặc là ao say ba. Đó. Ví dụ vậy, tùy anh chị ha, thì cái thế này là chúng ta sẽ biết đảo chiều nó cách nhận dạng. Đó. đó, hồi nãy chúng ta nãy nói anh chị nhớ này không? Nhớ này không? Đó. Cái này á, là một cái nến. Bình thường nó nếu, cái nến nó nằm trên này. Thì nó là cái nến inside bar bình thường. Đó. Còn nếu mà anh chị thấy một cái cây nến mà mẹ vòng con á. Một cái nến mà cái giống cái cây nến con này đó. Nó nằm chính giữa luôn. Nó nằm center luôn. nằm center thế này, này. Đó, nó nằm chính giữa center luôn. Thì chúng ta có thể nói cái nến harami hay cái nến mẹ bồng con. Cho dễ nhớ. Đó, bây giờ nhớ harami. Tên gọi cho nó là trên kỹ thuật là harami hoặc là chúng ta có thể nói tiếng Việt cho vui vui nhau chúng ta nói mẹ bồng con để chúng ta biết là mẹ lúc nào bằng con chính giữa người à, mẹ bồng con giữa người à, hoặc là mà nhìn nãy bạn nào nói bằng bầu gì đó nói tùy à, anh anh chị có thể dùng một cái từ gì đó cử gì đó anh chị nhớ anh chị nhớ được đây là đảo chiều xu hướng lên trên đỉnh thấy cái này là đảo chiều xu hướng dưới dưới đáy thấy cái này là chúng ta sẽ đảo chiều à, có nghĩa là lên trên này chúng ta sẽ chốt lời một phần chúng ta sẽ dừng mua lên hoặc là chúng ta chốt lời bao nhiêu tùy và thế này chúng ta sẽ mua lên dùng lực dùng lực hết lực chúng ta để chúng ta mua lên à, chúng ta mua lên rồi đó tất cả đây là những cái mô hình à, mô hình sẽ diễn ra suốt trong quá trình anh chị đầu tư cái lĩnh vực này thì tất cả mô hình này áp dụng cho tất cả thị trường tài chính và anh chị nên nhớ là khung thời gian càng cao thì mô hình càng hiệu lực rất mạnh nhớ tuần tháng tuần tháng hai tháng ba tháng sáu tháng một năm và xuất hiện những mô hình thế này thì lực đi rất mạnh còn với chu hình từ daily tới xuống đó, từ daily xuống thì sẽ bị nhiễu rất nhiều và tuyệt đối không sử dụng dưới daily daily thì chấp nhận cái cuối cùng tuyệt đối anh chị không sử dụng cái mô hình này trong những giai đoạn không h một h bốn h một h bốn là cực kỳ nhiễu ha h một h bốn hay daily chúng ta tập trung vào kênh giá tập trung vào trendline chúng ta tập trung vào những mô hình khác thì những cái mô hình sắp tới đây chúng ta sẽ học là sử dụng trên daily rất nhiều, à, trên tuần, trên tháng rất khó xảy ra, rất lâu mới xảy ra được. đó Rồi chúng ta tới cái mô hình tiếp theo là hay diễn ra trên Khung thời gian nhỏ hơn, xác suất để hình thành khung thời gian nhỏ hơn à, trên tuần trên trên ngày rất nhiều. À, còn trên tháng là cực kỳ khó, à, là lâu lắm mới diễn ra, có thể mất bao nhiêu năm trời anh chị mới thoát được cái mô hình thế này. Vì thế trong mô hình thế này chúng ta sẽ áp dụng nhiều trên khung daily và không tuần. À, không daily tuần có nghĩa là một cây nến là ngày một cây nến là tuần thì diễn ra những mô hình thế này rất nhiều. Rồi anh chị xem mô hình này thì chúng ta cũng gặp rất nhiều xảy ra rất nhiều rất nhiều ha. Thì chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai anh chị nên nhớ cho này nó có cái thế này này xuống đi lên thế này ha. Nó xuất hiện một cái bồn thế này. Đó trên này là một cái đỉnh nó tạo một cái đỉnh đầu tiên nó xuống nó tạo cái đáy nó tạo cái đáy rồi, xong nó đi quay lên nó tạo lên cái đỉnh tiếp theo. Đó rồi xong đấy đầu tuột xuống nó tụt xuống nó chạm cái vùng này cho anh chị anh chị gọi cái vùng này là vùng gì đó. giá trên này tụt xuống chạm vùng này còn người ta vùng này gọi là vùng gì rồi vùng hỗ trợ thì gặp hỗ trợ là sao thị trường thế nào sao đẩy lên thị trường đẩy lên gặp hỗ trợ thị trường sẽ đẩy lên đó. và đẩy lên trên này ngay điểm chỗ này ngay là điểm gì là kháng cự gặp kháng cự thì sao thị trường sẽ đẩy ngược xuống thị trường sẽ đẩy ngược xuống đó. thì đẩy ngược, ngược xuống này sẽ gặp vùng hỗ trợ và hỗ trợ tiếp nhưng mà anh chị xem lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì xác suất sao à, rất rất phá rất cao ha thì đó thì tới cái vòng thứ ba này sẽ bị thủng và nó thủng xuống nó sẽ quay lại nó thủng xuống tới đây thì thường xuyên khi giá mà nó thủng xuống nó thủng xuống thì nó sẽ quay lại test thì quay lại test cái vùng này gọi là vùng gì à, vùng kháng cự rồi gặp kháng cự thì sao thì thị trường sẽ đảo chiều xuống rất xa thì trường hợp này chúng ta gọi là mô hình vai đây là vai trái ha đây là đầu giống cái giống cái con người chúng ta vậy đây là vai phải à, có nghĩa là hai cái vai hai bên và một cái đầu trên cùng người ta là mô hình vai đầu vai à, vai đầu vai thì gặp mô hình vai đầu vai như thế này thì ta ngay điểm này chính là cái điểm chúng ta sẽ bán trường hợp này là chúng ta có nghĩa là mô hình gặp mô hình này là giảm cực kỳ mạnh ha giảm để bán thì tới chỗ này chúng ta bán thì nguyên tắc bán của nó là ta lấy chiều cao này này cái chiều cao này này đó, cái chiều cao này sẽ bằng với cái chiều cao này để làm gì để chúng ta biết là chốt lời ngay đây cái đoạn chiều cao này sẽ bằng đoạn chiều cao này chúng ta sẽ lấy đo cái số số lượng giá bao nhiêu và đại giá bao nhiêu chúng ta sẽ dừng chúng ta bán xuống chúng ta sẽ dừng ở đây chúng ta sẽ chốt lời ở đây và khả năng ngay chỗ này sẽ là gì điểm nó sẽ đảo chiều đi lên tiếp theo xu hướng. Đó, đó người ta gọi là mô hình vai đầu vai thuận. Vai đầu vai thuận ha, là con người chúng ta đang theo đúng, đúng đứng theo đúng hướng thì chúng ta gọi là vai đầu vai thuận thì sẽ có trường hợp vai đầu vai ngược. Đó, đây này anh chị xem. Đó, lên này nó hình thành cái này. Đó, hình thành này, hình thành thế này. Đó, đây nó phá xuống. Đó. Thì cái đoạn này là chiều cao H anh chị xem này. Đó, chiều cao H cái này. Đó đây là chữ L là viết tắt của chữ Left, đây là viết tắt chữ hai hả, á chữ hai chữ cao á, chữ đầu á, đơ á. Còn này chữ viết tắt chữ Right là bên phải đó. Ví dụ anh, thì anh chị xem, thì khi cái vị trí ở chỗ này anh chị xem này, cái đường mà đường đây mà gọi là vừa đường hỗ trợ vừa kháng cự á, đó. đó, cái đường này đường vừa hỗ trợ kháng cự thì người ta gọi là đường viền cổ, hay gọi là đường neckline, tiếng Anh gọi là neckline ha, neckline. đó thì chúng ta cái điểm này, đó. nó chạm như điểm này, đó. phá vỡ chạm điểm này ở vùng na đường viền cổ tiếng việt là qua viền cổ ha thì cái trường hợp thế này đó. thì chúng ta sẽ bán ở đây là một điểm điểm đây là thường xuyên đúng mô hình bán đó. còn chúng ta học cái trend line mà chúng ta học cái trend line sao chúng ta học trend line mà read out qua trend line và hồi lại test à, read out kinh giá hồi lại test thì chúng ta thường xuyên chúng ta sẽ bán ở đây điểm chúng ta chúng ta bán ở chỗ đầu ngay cái chỗ vai phải này ngay chỗ vai phải đó. bán ở chỗ này tại sao chúng ta học cái chiến thuật là rồi rồi chúng ta học chiến thuật là à, kênh giá chị nhớ không? Kênh giá chạy thế này. Đó, chạy thế này ha. Sau nó rít out xuống dưới. Là qua như phá kênh giá. Nó phá thủng ở chỗ này thì nhiệm vụ của nó là gì? Thường xuyên nó sẽ quay lại là nó test chỗ này. Nó test lại chỗ này. Và chúng ta sẽ bán chỗ này. Thì chúng ta bán ngay chỗ vai phải. Đó, một lệnh. Sau đó thủng xuống dưới là chúng ta bán ngay vai phải là bán theo mô hình kênh giá. Rít out khỏi kênh giá. Đây này, đây là kênh giá này. Đó, read out đây là điểm viết out kênh giá này, xong ở chỗ này nó gặp hỗ trợ nó quay lại nó test cái chỗ này là chúng ta sẽ có một lệnh bán rồi. Theo quy luật cung cầu là chúng ta sẽ có một lệnh bán rồi, sau này chúng ta sọc. Và sau đó, read out xuống dưới chúng ta sẽ bán tiếp thêm một lần nữa theo mô hình vai đầu vai. Đó, test lại net lại chúng ta bán. Có nghĩa là trong chiến thuật chúng ta sẽ có hai điểm bán, đây là một, đây là hai. Điểm bán này chúng ta cực kỳ đỉnh luôn ha, điểm bán này là chúng ta bán trên đỉnh luôn đó. Bán trên đỉnh và điểm này để bán tiếp theo thì điểm này chúng ta sẽ lợi nhuận cao nhất. Đó, và điểm thứ hai chúng ta lợi nhuận cái hai điểm chúng ta dồn là một chỗ chúng ta tắt phí cái vùng này Đó. thì đây là một hình cô cực kỳ quan trọng anh chị có thể xem thêm ở trang này để và xem thêm trên cái này thì đây chúng ta sẽ giải thích ngắn gọn cho anh chị dễ hiểu và anh chị nên nhớ khi một xu hướng lên thì nó tạo một hình vai đầu vai thuận nếu một xu hướng xuống xu hướng xuống nha giảm điều chỉnh trong chứng khoán gặp rất nhiều khi xuống nó tạo thành một cái vai trái xong nó test xuống nó quay lại nó tạo thành một cái đó, nó quay xuống này sâu hơn nữa thì nó tạo nên cái đầu xong nó quay lại tiếp nó tạo thành một cái vai phải đó, đó thì đường đây là gọi đường viền cổ đường netline. line xong nó quay lên nó test xuống lại lại đó là chúng nó sẽ đảo chiều đó thì đây là một điểm để chúng ta thực hiện lệnh mua lên và đây là một điểm chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên à, mua lên chỗ đây là mua lên do bridge out khỏi trên line này à, uh, read hoặc kênh giá và điểm ngay chỗ này là cái điểm gì anh chị biết không thường xuyên những điểm ở đây là cái điểm gì chị anh chị biết không bữa trước anh chị mới học á đúng rồi đường chéo chéo nối giữa một cái trend line hỗ trợ kháng cự và nối với một cái đường trend line xuống hai đường nó giao nhau thành một điểm thì điểm này thường xuyên là chính là cái điểm đảo chiều Cực tuyệt vời nhất và sau này chúng ta học cung cầu chúng ta kết hợp vô thì điểm này là điểm giao hợp của rất nhiều yếu tố để chúng ta thực hiện lệnh mua trước và sau đó chúng ta thực hiện lệnh mua thứ hai ở đây hai điểm thì đây người ta gọi là vai đầu vai ngược vai trái đó, đầu ha vai phải thiền hai điểm mua tương tự giống nhau hết chỉ khác nhau là xu hướng xuống thì là vai đầu vai ngược xu hướng tăng thì vai đầu vai thuận rồi đó là tương tự thì ngoài cái vai đầu vai à, à, vai đầu vai chúng ta học à, cái vai đầu vai xong thì chúng ta sẽ có một mô hình nữa cũng diễn ra rất nhiều thì mô hình này xảy ra rất nhiều là mô hình hai đỉnh hai hai đáy ha thì hai đỉnh nó cũng tương tự thôi hướng đang tăng mạnh thế này nó tạo đỉnh thứ nhất nó quay lại nó test nó lên nó tạo đỉnh thứ hai đó. nó quay lại thì anh chị biết cái đây vùng này gì biết không quay lại chỗ đây đó đây là vùng kháng cự xong với đây là vùng hỗ trợ và nó quay lại nó test lần nữa thì nó gặp vùng hỗ trợ đó thấy không vùng hỗ trợ thì thường xuyên chị xem tới cái vùng này đó. cái vùng này á mà nó thủng luôn đó tới vùng này thì chúng ta biết được là gì chúng ta đã có hai cái đỉnh thì tới vùng này nó sẽ quay lại tí tẹo thôi nó test lại tí tẹo đâu đây có thể là tí tẹo qua cho vùng này thì nó sẽ thủng luôn thì lúc đó ta, chúng ta thấy hai cái mô hình này chúng ta sẽ biết được là mô hình đảo chiều hai đỉnh đó, hai đỉnh anh chị nhớ thì hai đỉnh này nó cũng tương tự như thế này xuống lên thế này đó và nó giảm xuống như này thì theo quy luật cung cầu giảm xuống thì đường này cũng là đường netline đường netline hay là đường hỗ trợ gì đó anh chị có thể gọi đường nào cũng được đường hỗ trợ thì nó sẽ thường xuyên nó test trở lại rồi nó đã xuống thì vị trí chỗ này chúng ta sẽ bán và chúng ta có một cái đỉnh bán đặc biệt nữa là chúng ta bán trên đỉnh ngay đây bán trên đầu đỉnh thứ hai Tại đỉnh thứ hai bán theo nguyên tắc là chúng ta phá kênh giá phá kênh giá phá trend line thì chúng ta sẽ bán hai điểm bán ha điểm bán thứ nhất là điểm này tương tự ha điểm bán thứ hai điểm này điểm này là chúng ta dựa vào cái gì dựa vào thêm trường hợp là gặp đỉnh cũ à, gặp đỉnh cũ thì thường xuyên gặp đỉnh cũ là xác suất nó sẽ bị bán xuống rất cao chúng ta sẽ dự báo được ngay ngay trường hợp tới chỗ này chúng ta sẽ dấu à khả năng chúng ta bán ở đây có thể hình thành mô hình hai đỉnh đỉnh thứ nhất đỉnh thứ hai và thế chúng ta bán sớm và chúng ta sẽ bán điểm thứ hai thì trong quá trình bán điểm ngay cho điểm nào bán sớm thì sẽ an toàn không an toàn không an toàn nhiều ha an toàn sẽ kém hơn và nhưng đổi lại đổi lại sao anh chị biết không an toàn kém nhưng đổi lại thế nào Đổi lại thì sao? Con chị nào học Forest rồi biết không? Rồi sao nữa? Điểm dừng lỗ chúng ta ngắn. Chúng ta thực hiện lệnh bán sớm thì điểm dừng lỗ chúng ta cực kỳ ngắn. Nằm trên này thôi, nằm trên đỉnh đoạn này thôi, Dần lỗ chúng ta ngắn có nghĩa là nếu chúng ta có thua thì chúng ta đó, à, stop chúng ta sẽ thấp. Đó. À, còn nếu chúng ta bán ở vị trí này mà lệnh nó thua thì stop loss chúng ta sẽ nằm lúc trên này là có nghĩa là cái điểm trên này stop loss dừng lỗ điểm dừng lỗ chúng ta sau này chúng ta học chúng ta sẽ biết thì nó khá xa còn trên này là trên đỉnh stop loss chúng ta cực kỳ ngắn đó. ví dụ vậy? đó thì tất nhiên rồi bán sớm thì lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng sẽ cao tại sao xác suất lệnh này fail rất cao vì thế thường xuyên chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ bán thế nào chúng ta sẽ bán tham dò có nghĩa chúng ta chia dòng vốn ra ví dụ hiện tại chúng ta là có là 1.000 đô Đấy không? Thì ngay chỗ này chúng ta trích ra 250 đô. Trích ra 200 đô, chúng ta bán trước cái đây. Anh chị nhớ hả? Bán trước đây, sau đó chúng ta ngay vị trí này chúng ta sẽ bán 500 đô. Bán tiếp ngay vị trí này, 500 đô, sau đó chúng ta sẽ có một lệnh như này, stop như này, 250 đô nữa. Đó. Chúng ta chia ra cái đồng vốn này chúng ta để thì cái lệnh nào chắc chắn chúng ta sẽ À, thực hiện cái giá tiền nó sẽ mạnh nhất ví dụ vậy thì lúc đó nếu chúng ta thua trên này chúng ta chỉ thua có 250 đô thôi chúng ta vẫn còn vốn 750 đô chúng ta dành cơ hội cho những cơ hội khác đó. còn nếu anh chị nào mà vô hết 1.000 đô ở đây chúng ta bán ở vị trí này bán ngay vị trí này thì xác suất anh chị thua phải anh chị mất trắng tại luôn không còn cơ hội nào để mà chúng ta còn vốn để chúng ta đầu tư vô những cặp khác đó. anh chị nhớ hoặc là chuyện chị ngay chỗ này anh chị có thể không cần vốn hai trăm đô anh chị vô luôn bảy trăm rưỡi đô nằm đây 700 đô nằm đây ví dụ vậy thì sau này chúng ta học quản trị vốn chúng ta sẽ có những cái phần đó rồi thì ngoài của chúng ta mô hình hai đỉnh đó, thì chúng ta sẽ có mô hình hai đáy thì mô hình hai đáy xuất hiện trong trường hợp nào mô hình hai đỉnh xuất hiện trong trường hợp nào đỉnh là mô hình xuất hiện trong xu hướng tăng đó. khi chúng ta thấy hai cái đỉnh hai cái đỉnh thế này là chúng ta biết thị trường nó sẽ đảo đảo chiều nó sẽ giảm điều chỉnh khá sâu à, chúng ta phải thận trọng và khi thị trường giảm điều chỉnh khá sâu sâu cực kỳ sâu luôn thì nó sẽ xuất hiện ngược lại xuất hiện chúng ta hai đáy và khi hai đáy thế này ví dụ xuống, đang tăng mạnh thế này nó giảm điều chỉnh xuống dưới nó xuất hiện hai đáy thế này thì đây là cơ hội để chúng ta làm gì Đó. đây là cơ hội chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua vào và chúng ta sẽ mua vào chúng ta sẽ giữ À, dài hạn tại vì thị trường mà khi nó giảm xuống đài nó xuất hiện cái mô hình hai đỉnh là nó báo hiệu là à thị trường đã chính thức tiếp tục theo xu hướng trước đó là chúng ta sẽ dồn vốn vào chúng ta mua vào đó. anh chị nhớ ha nó ngược lại thôi hai đỉnh hai đáy thì cái này anh chị xem thêm ở vùng này và xem thêm ở tiếng anh ở vùng này rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái mô hình thì mô hình này tương tự thôi hai đỉnh hai đáy thôi thì nó sẽ uh, ba đỉnh ba đáy không có gì khác nhau hết gì ha đó, nó sẽ lên thế này đó, nó đi dần dần sắm lên thế này ha nó lên này nó tạo một đỉnh lên đây nó tạo đỉnh thứ hai lên đây nó tạo đỉnh thứ ba và nó quay về cái đường viền cổ đường nét line đường hỗ trợ gì đó ngay chỗ đường này gặp ba điểm này chạm với nhau đó, sau đó nó quay đầu đi xuống thì độ chiều cao này cũng bằng chiều cao của cái đỉnh này thì đây người ta gọi là ba đỉnh đó, nó chạy thế này anh chị anh chị thấy cái hình thế này. Và nó quay lại nó nó thủng, nó quay lại nó test. Xong nó thủng xuống luôn. Đó. Vậy để cho đó hả? Thì trường hợp ba đỉnh này rất ít xảy ra. À, thị trường này trong Forex thì xảy ra nhiều, chứ thị trường nào nó chạy kiểu mô hình dẫn sin thế này á. Sin thế này thì xảy ra rất nhiều nhưng trong thị trường chứng khoán và thị trường Forex chúng ta, thị trường crypto chúng ta thì rất ít trường hợp này. Rất ít trường hợp này, nhưng chúng ta cũng không biết để làm gì? Anh chị học phương pháp này, anh chị giao dịch sang này, anh chị phát triển ra những thị trường khác, anh chị áp dụng tương tự. Vì thế, giới thiệu luôn cho anh chị nắm. Đó, anh chị nắm. Thì những cái điểm thế này, chúng ta cũng tương tự thôi. À, chúng ta sẽ có những điểm bán thế này. Đó, điểm bán thế này. Ba đỉnh. À, cách cấu tạo mọi thứ đều giống dệt nhau hết. Và ngược lại. Ngược lại thì chúng ta sẽ có mô hình. Ba đáy, đó. đáy thứ nhất, đáy thứ hai, đáy thứ ba, thì có nghĩa là khi nó giảm sâu xuống nó tạo thành ba cái đáy thế này và nó rít out lên trên tới chỗ đài. Đoạn này đây là giai đoạn để chúng ta thực hiện lệnh mua tiếp theo xu hướng. Có nghĩa khi chúng ta nhìn vô một cặp tiền chứng khoán nào đó mà nó đang điều chỉnh, điều chỉnh khá sâu rồi, nó xuất hiện cái hình thế này, thì đây là thời điểm để chúng ta xúc, chúng ta mua vào, mua vào. Còn nếu nó mất xuất hiện cái thứ nhất, công thực nguy hiểm ha. Nó xuất hiện một cái đáy thứ nhất không là anh chị mua là anh chị nguy hiểm. Đó. Nếu xuất hiện đáy thứ hai thì chúng ta có thể à, mua trước là thực hiện theo mô hình hai đáy. Sau đó nó giảm xuống, anh chị đừng lo, nó xuất hiện đáy thứ ba. Đó. Thì khi thường xuyên nó giảm xuống tấn cái vị trí này thì anh chị làm sao? Nếu anh chị mua sớm, nó giảm tới vị trí đáy kề chỗ này anh chị làm sao? Đó. Ví dụ. Thì tấn cái chỗ này anh chị làm múc tiếp, anh chị sẽ mua tiếp bắt đáy anh chị mua đất đá, ba đáy có nghĩa là đã có hai đáy rồi khả năng nó sẽ hình thành đáy thứ ba chúng ta dự báo được là nếu nó có quay đầu thì nó sẽ hình thành đáy thứ ba thì chúng ta có thể bắt đáy cho đây chúng ta mua tiếp đây và sau đó lên trên này nó test lại đây chúng ta mua tiếp đây nữa có nghĩa là chúng ta sẽ chia dòng vốn ra dư à, dòng vốn ví dụ cái đoạn này chúng ta mua hai trăm rưỡi sau đó xuống đây chúng ta mua tiếp hai trăm rưỡi sau đó thủng lên trên này chúng ta mua năm trăm cho vốn một ngàn thì thế chúng ta chia dòng nhỏ nếu chúng ta thua thì chúng ta thua chỉ có mấy trăm chỗ này thôi chúng ta vẫn còn vốn ở thì thế ngay chỗ đoạn này là đoạn quan trọng nhất luôn luôn khi nào nó rõ ràng mô hình thì điểm này là điểm mạnh nhất quan trọng nhất còn những điểm như này là chúng ta bắt đáy bắt đáy bắt đỉnh thì xác suất sẽ phe rất cao nhưng đổi lại chúng ta lợi nhuận sẽ rất cao và à, điểm dừng lỗ chúng ta sẽ rất ngắn à, chúng ta có thể quỵ sớm là nếu là lệnh chúng ta thua chúng ta sẽ quỵ sớm chúng ta chốt lời sớm à, chốt lỗ sớm à, để chúng ta không có thua nhiều đó ví dụ vậy thì tương tự những mô hình này anh chị xem thêm trong mấy tài liệu này chúng ta qua những cái khác quan trọng hơn rồi đây cái đây là cái mô hình kênh giá mà vừa trước có nơi có nói sơ cho anh chị à, cực kỳ quan trọng ha à, cực kỳ quan trọng thì mô hình kênh giá này nó sẽ đi xuyên suốt chúng ta tất cả phân tích gì kỹ thuật à, phân tích gì kỹ thuật mà chúng ta mua bán trong tất cả thị trường đó, thì anh chị sẽ nhớ à, cái chỗ này chúng ta để nhớ nãy đó. đó cái chỗ này chính là cái chỗ mà xuất hiện mô hình ba đỉnh ba đáy mà xuất hiện nó test lại đó. đó cái kênh giá chúng ta thế này đó, một kênh giá thế này nó đang chạy theo kênh giá thế này đó, anh chị nên nhớ, đây là xu hướng tăng nha. Ví dụ đây là xu hướng tăng nha. Thì điểm điểm này, điểm thứ ba thế nào? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai. Điểm thứ ba như thế nào? Anh chị nên nhớ, anh chị nhớ không? Xu hướng tăng. Còn ngược lại xu hướng hướng giảm. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Thì xu hướng giảm, điểm thứ ba thì dễ bị thủng. Đó, chỗ này anh chị nhớ ha nhớ cho đó thì trong kênh giá hồi nãy một kênh giá xuống đi lên thế này đó đi thế này thì tới cái điểm thế bạn bình thường chúng ta hai cái điểm thế này là nó sẽ rơi vào cái mô hình tựa cái mô hình anh chị xem tựa mô hình hai đỉnh đúng không nó, nó chạy thế này nó tựa mô hình hai đỉnh đó, tựa mô hình hai đỉnh nhưng anh, để, anh chị đi nó khác nhau chỗ này nha nếu mô hình hai đỉnh nó chạy thế này đó, nó chạy thế này thì lúc đó cái đường này là đường song song thì khả năng xác suất nó sẽ thủng lên xuống xuống là chuyện bình thường. Nhưng trường hợp đây là đường đây là một đường trendline đi lên. Trendline đi lên đang xuống tăng nha, nó tạo ra một kênh giá đi lên. Đó. Thì cái kênh giá đi lên chúng ta không có thể áp dụng theo cái dạng mô hình hai đỉnh nhảy ha, cẩn chỗ này ha. Mà chúng ta sẽ ý nó đang chạy theo kênh giá đi lên. Kênh giá lên thế này. Đó, kênh giá lên thế này thì xác suất nó sẽ flip out lên rất cao. Hai đỉnh lệ cũng được hai đỉnh lệ cũng có của trường hợp đó à, nhưng à, chúng ta phải thế chỗ này chúng ta sẽ không được tại sao tại vì khi cái hai đỉnh lệch thế này chúng ta vẽ cái trên không chuẩn cái nó không có trên không chuẩn thế này thì lúc đó chúng ta sẽ không thể thể bán lên cái chỗ này được khi nào nó có trên like thế này này đó nó có trên like thế này và cái điểm đây là cái điểm phá trên thì chúng ta mới thực hiện bán xuống dự đoán bán trước hai đỉnh còn nếu mà cái trên like nó đang nằm thế này nó không có đường trên like thế này lên thế này thì chúng ta bán ở đây là chúng ta chết ngay hai đỉnh với điều kiện để bán được là phải có cái trendline chéo qua. Đó. Khi mà nó xéo thì chúng ta rất khó hình thành cái 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 trendline, rất khó hình thành trendline này, cái trendline này, trendline cái giá này. Anh chị thấy không? Hai đỉnh mà nó có cái trendline thế này, Nên nó phá trendline thì chúng ta mới bán, chúng ta dự định hai đỉnh. Còn khi mà nó bị xéo thế này nó có trên line này thăng phá cái giá này để chúng ta mới dự báo bán xuống trong giờ bảo hai đỉnh còn khi nó xéo thế này mà nó không có cái đường trên line thế này nó không có đường trên line phá thủng thì chúng ta dự định hai đỉnh là chúng ta chết ngắt liền mà trên line không phải trên line này mà trên line nào dưới này Đó, thì chúng ta không thể gọi là hai đỉnh được hai đỉnh là nó phải nằm nó có đường 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 phá cái trên line thế này Phá trên line xéo xuống thì chúng ta mới dự báo là chỗ này là chúng ta có thể bán xuống tại vì nó phá trên line phá kênh giá còn hai đỉnh mà nó kiểu nó sinh lệch bị nghiêng thế này thì xác suất không phải là hai đỉnh mà nó sẽ chạy theo kênh giá tăng còn nếu như ngược lại thì nó sẽ chạy theo kênh giá giảm chứ không phải là hai đáy à, thằng trọng chỗ này ha mà chúng ta sẽ mua bán theo xu hướng là kẹp theo kênh giá tăng thì lúc này chúng ta phải đợi cho breakout out khỏi kênh giá à, chúng ta sẽ mua lên ở đây nó mua lên chỗ đây anh chị nhớ ha đây là đường kênh giá tăng nhớ nha kênh giá tăng đó. thì ngược lại kênh giá giảm cũng tương tự quá hết. Kênh giá tăng thì điểm này chúng ta sẽ điểm chữ mua lên. Tại vì anh chị biết. Ngay đây nè. Khi break out khỏi vùng này. Thì biến vùng này là vùng gì? Đó, hỗ trợ ha. Hỗ trợ. Và điểm này cực kỳ mạnh. Điểm này nó sẽ breakout out đi lên khá mạnh. Đó. Thì. Nó tương tự. Khi breakout out đi lên dài thế này á. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái đường gì nữa. Đó, nó sẽ tạo được cái giá mới nó tạo được cái giá mới nó sẽ đi theo cái lực cái kênh giá mới đó, nó tạo cái giá mới tại sao khi nó chạm đây nó tạo thành một cái đáy mới và cái đây nó sẽ tạo thành gì đó, cái đỉnh mới à, đỉnh mới này nó xa, nó vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta sẽ có được cái đường trên live trên kênh giá sau đó làm gì thị trường nó sẽ làm sao nó test ra đài, đi lên tiếp test ra đài đi lên tiếp thì lúc đó nó sẽ chúng ta sẽ có một cái đường kênh giá mới trên lại mới đó cái nhà mới trên lại cẩn thận anh chị nhớ ha đây là một đường kênh giá tăng kênh giá tăng và những cái vị trí này anh chị này đó, như anh chị biết của trước học rồi đó những vị trí này là vùng hỗ trợ vị trí này nếu giá nằm dưới thì vị trí này gọi là gì vị trí này gọi là gì à, giá nằm dưới nhà giá đang nằm đây giá nằm đây thì vị trí này gọi là gì rồi và khi giá nó nằm trên này khi giá nằm trên này rồi thì vị trí này gọi là vị trí gì Đó, anh chị nhớ ha hỗ trợ ha đó ôn lại cho anh chị nhớ những kiến thức cũ mới học về hôm trước thì, thì trường hợp tương tự trở lại thì chúng ta sẽ có kinh giá ngược lại đó kinh giá xuống à, kinh giá xuống thì tới chỗ này reach out lên test lại rồi chúng ta sẽ bán xuống đó sân trên xuống, xuống xuống thì đây hai điểm điểm thứ ba là thủng dễ thủng, ha, dễ thủng. thì trường hợp này, chúng ta sẽ thực hiện lên mua theo cái xu hướng mà gọi là hai đáy. thường xuyên không thể nào, rất khó, rất khó là hai đáy. Tại vì hai cái điểm này so le nhau nhiều quá, à, nó không so le nhiều quá và lúc đó độ dốc thế này là kênh giá đi xuống, à, chúng ta không áp dụng được kia được. À, trường hợp nó chạy mà đều đều, đều lệch tí thôi thì được, lệch tí dài thế nào thì ok. À, chúng ta có thể vẽ được được trên này thế này. Còn trường hợp này là chúng ta sẽ giao dịch theo kênh giá giảm, à, kênh giá giảm chị nhớ ha, kênh giảm chỗ này thì cái đường vẽ chỗ này rất đơn anh chỉ cần có được hai điểm anh chị nối một đường thẳng xong anh chị kéo cái đường thẳng song song thế này là anh chị tạo ra cái giá thôi thì lúc thực hành hôm trước đã có nói rồi lúc thực hành chúng ta sẽ làm thêm về vấn đề này đó. thì để nắm rõ hơn cái lý thuyết chúng ta có thể xem video này đó, video thế này video này của Finvit chúng ta xem video này đó, video này để nó thêm À, về cái phần đó à, Còn một cái quan trọng trong buổi học hôm nay Chính là cái này Chính là cái này Cực kỳ quan trọng anh chị ha Anh chị vẽ được cái đồ thị mà chuẩn hay không Thì anh chị sẽ sử dụng qua cái này Thì thực ra chúng ta à, lý thuyết sống Elliot thì cực kỳ phức tạp nó là một mô hình toán học có thể là à, giải giải mã rất nhiều sử dụng rất nhiều Fibonacci à, để chúng ta dùng Nhưng với chiến thuật chúng ta thì đây sẽ cải tiến lại không sử dụng nhiều về à, toán học mà sử dụng về những kỹ năng à, kết hợp những cái, cái 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 trendline kênh giá hỗ trợ kháng cự cung cầu để chúng ta tạo ra một cái đường à, Elliott à, cực kỳ đẹp ngắn gọn đơn giản dễ hiểu áp dụng cho tất cả thị trường để hiểu thì chúng ta không cần phải phức tạp thêm rất nhiều À, chúng ta có thể muốn phức tạp thì chúng ta có thể đọc sơ à, trong chương 8 của sách Forest để chúng ta hiểu cấu cấu tạo cũng như chức năng của Elot, Elot. Thì trong cái trường hợp chúng ta thì không dùng nhiều trong cái lý thuyết này mà chúng ta dùng những kỹ năng chúng ta đã có. Thì nó kết hợp, anh chị thấy cái này không? Cái này bữa trước chúng ta học là gì? Anh thấy anh chị thấy cái này không? Chúng ta học cái này để chúng ta vẽ cái gì? Để vẽ trên line chị nhớ không? bài học cũ để vẽ cái trendline đó anh chị nhớ ra bài học cũ để vẽ trendline này để vẽ trendline ha đó thì cái bài học cũ để vẽ trendline thế này chúng ta sẽ có kiến thức cũ chúng ta sẽ biến nó thành một gọi là sóng Elliot. cũng có đó. thế này thì khi chúng ta có một cái trendline thế này thì chúng ta sẽ nối song song chúng ta tạo ra hai điểm song song thì thường xuyên nó sẽ tạo ra những cái điểm thế này Đó. chúng ta có được điểm thứ hai chúng ta có điểm không chúng ta nối cái đường thẳng thế này thì chúng ta sẽ tìm được điểm tiếp xúc thứ tư dễ dàng Đó. điểm tiếp xúc thứ 4 dễ dàng ha và cũng như ta có hai điểm số 1, số 0, số 2 thì đã có ta vẽ hai đường song song rồi thì chúng ta cũng dễ dàng tìm điểm số 1 và điểm số 3 anh chị chỉ cần giữ phím control đường trend line này, giữ phím control anh chị, giữ phím control anh chị kéo qua thì sẽ có đường song song thì lúc đó chúng ta dễ dàng chúng ta xác định được điểm dừng thứ nhất. điểm dừng con sóng, thứ ba và chúng ta có hai điểm không điểm 2 thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tìm được điểm số 4. Họ điểm số 4. Và như thế cũng vào có một số 3 tương tự thì chúng ta sẽ có điểm số 5. Tại sao? Nó sẽ tiếp xúc vô đường kênh giá. Một con sóng nói đúng hơn, ta tìm năm con sóng là chính là một đường kênh giá một đường kênh giá đơn giản thôi và nó chạy trong kênh giá thế này thì chúng ta tạo ra con sóng để con sóng để làm gì anh chị biết không anh chị vẽ con sóng để anh biết là à tới số 3 này thì vẫn còn lật đi tới số 5 và nó mới tới số 1 này anh chị yên tâm đi nó hồi test nó tới chỗ đây là nó sẽ còn đi số 3 và nó còn đi số 5 nữa thì lúc đó anh chị sẽ tự tin rằng chúng ta sẽ ngay vị trí thứ hai này chúng ta sẽ không thể nào chốt lời sơ hết được tới vị trí một chúng ta không chốt lời hết được tới vị trí 2 chúng ta cũng không vội vàng gì là thị trường nó sẽ đi thua. Mà tới đây chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ mua. Chúng ta sẽ bán xuống, thầy xuống xuống chúng ta sẽ bán xuống. Và tới vị trí số 3, chúng ta tiếp, biết tới vị trí số 3 này là thị trường vẫn còn giảm nữa tại vì nó chưa có số 5. Thì chúng ta vẫn tự tin rằng à thị trường nó sẽ điều chỉnh lại tới số 4 thôi, chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ bán. Và điểm số 5 chính là điểm kết thúc chúng ta dừng. À, chúng ta dừng. Và chúng ta dừng cái này không có nghĩa chúng ta dừng luôn tới vị trí số 5 này chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ chốt lời ba chục khi năm phần trăm tùy anh chị rồi sau đó sẽ hình thành con sóng gì anh chị biết không tới số 5 hôm trước nói rồi tới kết thúc số 5 sẽ hình thành con sóng gì rồi nó hình thành một con sóng gọi là cái giai, giai, đoạn này là giai đoạn điều chỉnh nó hình thành một sóng abc một sóng nhỏ abc abc nó cũng giống rệt như là nó tạo thành một cái nùi uh, sau khi giảm mạnh thì nó tạo thành một cái nùi xoay quay vậy. nó giống thế này này Đó, này, này. sau khi thị trường hình thành con sóng thứ năm Rồi. Hình thành con sóng này thì đây, con sóng cầu nhất ở sóng như nằm thì nó sẽ tạo thế này. Đây, số 5 rồi. À, hình thành sóng số 5 là kết thúc đây. Sau khi lực lên nó tăng lên số 5 đó. đó. đó 0 1 2 3. À, này 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 5, số 5 đây thì nó sẽ hình thành con sóng. A B C. Đó. Nó sẽ giằng co khu vực này nó dàn con không nặng đây. sau khi hoàn thành con sóng ABC này thì khả năng nó sẽ tạo thành một con sóng mới đó À, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Sẽ đi tiếp Thì nhiệm vụ chúng ta là gì? Nhiệm vụ chúng ta đang chờ cái điểm này là để có dấu hiệu gì? Chúng ta chờ cái gì? Chúng ta chờ cái gì? Bữa đầu tiên chúng ta học, bữa thứ hai chúng ta học Bữa thứ hai Đúng rồi, chúng ta rửa Brighton thì cái thế nến này, này này cái cây nến này là một cây nến gì anh chị biết anh chị học rồi đó cây nến này là gì anh chị đó có rồi đó có fraction rồi đó nó nó, nó là một cây nến pin ba và cái cây nến tiếp theo này là nếu một cây nến xác nhận tăng á cái tuần này á mà cái nến là xác nhận tăng á thì xác suất thị trường sẽ tăng rất mạnh ha đó. thị trường sẽ tăng rất mạnh tại vì cây nến pin ba này nó đang là báo hiệu là sẽ đảo chiều nhưng nếu chúng ta phải cầm một cái nến xác nhận tăng là cái nến tăng nữa thì nó sẽ tăng mạnh ví dụ chúng ta qua daily chúng ta xem thôi qua nó có cái thế nến thế nến gì rồi đó anh chị xem đó anh chị xem thấy trên daily nó có gì không đó. nó có cái dấu hiệu đảo chiều trước đó rồi thì cái 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 xuất sắc xuất xuất nó chạy ra đây nó chạy ra đây để làm gì anh chị biết không Đúng rồi. Test lại 50% cái bin 3. Thì xác suất nó sẽ test lại 50% cái bin 3 này, này. Ừ. Trước khi nó sẽ tăng tiếp, có nghĩa là nó sẽ nằm lăng quan lăng quan khu vực này. Và khu vực này thì nó là khu vực gì nữa anh chị biết không? Đó. thì hôm trước hôm trước có nói ở cái bài về học trước có nói, nhớ anh chị nhớ không? Thì khi mà thị trường nó quay lại đây nó quét ra đây thì vùng này anh chị nhớ cái vùng gì không anh chị học có nhớ vùng gì dùng bài video trước nói không thì cái vùng này chính là cái vùng kháng cự anh chị thấy không bữa trước có nói video kháng cự thì khá xác suất nó quay là kháng cự nó sẽ thuộc xuống hỏi không thấy vùng kháng cự không anh chị học xong cái kiến thức kháng cự đó thấy không vùng không đó. thì tới đây khi những người giao dịch ngắn hạn đó, tới vùng này người ta đè đầu người ta bán xuống đó, bán xuống còn chúng ta giao dịch đó, thì chúng ta chờ gì đó. khi nó có thể nó hình thành con sóng thế này có đi, đi sâu xuống này đi sâu xuống tới vùng này đây cái vùng bảy rưỡi là vùng ngày xưa này có thể tạo sóng gì không một hai ba bốn năm thì chị nó giảm xuống tới vị trí vị trí tới bảy ngàn rưỡi bảy ngàn rưỡi thì tám tới vị trí nào là bình thường cũng có thể xảy ra không có điều gì thể không xảy ra hết à, tại sao tại anh chị xem nó có một cái gì nó có được một đường kinh giá giảm. Đó, thì chuyện nó giảm về tới đây, đá, trên giá giảm, về bình thường, giảm là giảm trong xu hướng ngắn hạn, đá, nhưng mà xác suất để xảy ra chuyện đó rất, rất, khó, cũng có thể khó sẽ có thể xảy ra rất khó. thì tại vì mình đã dự báo ngay chỗ đoạn này là cái vùng cực kỳ mạnh, vùng cực kỳ mạnh có nghĩa là ngay chỗ vùng này là xác suất nó sẽ test về 50% này nó sẽ quay đầu đi. À, chúng ta phải đợi cái đến ngày hôm nay kết thúc như thế nào thì chúng ta mới biết được đó ví dụ vậy. Vậy đây là những con sóng thì trong hược vẽ những con sóng thì nó sẽ vẽ đây chúng ta vẽ con sóng để chúng ta dự báo thế này đó anh chị xem đó con sóng chúng ta chúng ta dự báo thế này anh chị thấy không? đó, đó. có nghĩa là tới vị trí này chúng ta dự báo điểm thứ hai này là điểm sẽ đảo chiều tại vì chúng ta sao chúng ta dựa vào những đường chéo nè đường kinh giá đường trendline và vùng cung cầu xây chúng ta học chúng ta sẽ biết thì ngay điểm này là điểm hội tụ chúng điểm hội tụ để chúng ta xác định điểm thứ hai chúng ta có điểm thứ nhất này có điểm này chúng ta sẽ kéo được cái đường đường trên à, chúng ta sẽ xác định được điểm và có hai điểm này chúng ta sẽ tạo một đường song song thế này để chúng ta tìm điểm số ba à, thì có điểm số nhất à, điểm thứ nhất thế này điểm thứ hai chỗ này rồi thì chúng ta có đường thẳng song song thế này để chúng ta sẽ xác định được điểm thứ tư và có điểm số 1, số 3 rồi như nãy chúng ta nói điểm số 1, số 3 rồi thì chúng ta sẽ xác định được điểm số 5. tại điểm số 5 chính là điểm tiếp xúc trên cái đường trên đường kênh giá đường trên đó, mục đích đường Elliot là chúng ta dự báo con sóng đi thế này. Đó, chúng ta dự báo để làm gì? Chúng ta sẽ tự tin đoạn này chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên. Đó, và tới chỗ đây, thị trường tới chỗ đây chúng ta có thể giống như lần nãy chúng ta nói về tới trên đỉnh thế này mà có hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ có thể chốt trước mấy chục phần trăm hoặc là chúng ta đợi cho nó hồi về đây chúng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục chúng ta sẽ mua lên, mua lên tiếp. Những anh chị nào chốt chỗ này Chỗ ít chứ nếu mà chốt hết mà lỡ thị trường nó không về đúng cái điểm số 4 chỗ này chúng ta không mua được thì qua thì chúng ta bắt điểm số năm chị nhớ chỗ này ha Bắt điểm số năm đó đây là cách cái hình cái mẫu cái, cái đường Elliot sóng Elliot để chúng ta vẽ sau này chúng ta thực hành chúng ta vẽ này rất nhiều vẽ rất nhiều ha bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta học lý thuyết thôi đó thì tương tự như vậy đây là một đường kênh giá giảm cái à, giá giảm là nào ví dụ cho anh chị kênh giá giảm của 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 cái 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 đồ thị số trên daily hồi nãy đó đây đây chỗ này đó đây chỗ này đây là kênh giá giảm đây đó ví dụ đây đó, ví dụ vậy nó chạy theo kênh giá giảm xuống nhưng mà nó không có rõ ràng chúng ta sẽ à, tập trung cái kênh giá lên tại kênh giá giảm xuống thì chúng ta không áp dụng nhiều áp giá trị nhiều trong thị trường crypto và trong thị trường à, tại uh, forex hay là thị trường trong thị trường chứng khoán và thị trường à, tiền ảo. Tại đúng ra mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ chờ mua lên thôi. Vì thế các kênh giá này mới là quan trọng nhất cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết cái kênh giá này. Tại vì cái kênh giá này là để dành cho những người mà thích thích bán ngắn xuống. Chúng ta xem trên những khung thời gian daily. À, đôi khi à, một số anh chị ngứa tay ngứa nghề cũng tập á thì tới cái đỉnh chúng ta tới trên cái đỉnh trên này chúng ta vừa chốt lời mấy chục phần trăm xong rồi chúng ta dùng một số vốn nhỏ có thể chúng ta chốt lời là lời lời khoảng 500 đô phải không chúng ta có thể bỏ số vốn nhỏ là kê okay, tích ra 100 đô thôi để làm gì chúng ta thực hiện lệnh bán ngắn xuống đây để chúng ta học đó, chúng ta ngắn chúng ta học để làm gì chúng ta dự báo ngắn trong ngắn hạn à thị trường giảm nếu chúng ta thua thì chúng ta sẽ thua 100 đô thôi chúng ta còn lời 400 đô đó, một số anh chị sẽ có cái trường hợp đó thì sau này anh chị biết để anh chị áp dụng và cái kênh giá giảm này áp dụng rất tốt trong thị trường Forest hai chiều à, hành sinh ha trong forest mua lên tới đỉnh chúng ta thoát xong chúng ta bán xuống mua lên bán xuống rất nhiều vì thế à, anh chị nào áp dụng học áp dụng cho lĩnh vực đó thì ok còn nếu anh chị nào không sử dụng thì chúng ta sẽ tập trung vào đường kênh giá thế này à, Kênh giá thế này kênh giá này là kênh giá để chúng ta thực hiện lệnh mua vào à, khi sau khi nó giảm điều chỉnh tới một cái vị trí số nhất định thì chúng ta sẽ hình thành dự báo. Chúng ta sẽ dự đoán được đường kinh giá tăng. Đường kinh giá tăng ha. Đó. Thì cách tương tự thôi. Chúng ta có. Ví dụ chúng ta có điểm thứ nhất. À, điểm số 0. Hoặc là chúng ta dựa vào những cái điểm quá khứ. Điểm quá khứ nào đó chúng ta vẽ một cái đường thẳng. Và sau đó chúng ta có điểm số 0. Và chúng ta sẽ có à, điểm số 2. Thì chúng ta sẽ dự báo được điểm số 4 trong tương lai. Và khi chúng ta có được điểm số 1 thị trường từ, từ số 0 nhảy lên 1 là chúng ta có điểm số 1 rồi Thì chúng ta có điểm số 1, số 2, số 3 rồi à, Số 0, số 1, số 2 Thì chúng ta sẽ dễ dàng dự báo 3 điểm còn lại Chỉ là vẽ đường thẳng song song ra thôi Vẽ đường thẳng song song ra thì nó tiếp xúc Điểm tiếp theo sẽ tiếp xúc lại Đó. Tiếp xúc lại cái đường thẳng mà chúng ta vẽ Và đôi khi chúng ta sẽ dự, sử dụng cái dữ liệu quá khứ Dữ liệu quá khứ chúng ta vẽ vẽ trước dữ liệu cho khứ ngay chỗ này chúng ta nối một điểm ở đây chúng ta nối ở đây chúng ta xác định trước ở trên đỉnh cũng được đôi khi trên đáy nếu chúng ta muốn không có điểm thứ hai thì chúng ta sẽ tận dụng chúng ta có đường số 0, số một nhất trước này ha anh chị có số 0, số một trước mà chúng ta muốn dự đoán điểm số hai thì chúng ta sẽ tận dụng lịch sử của quá khứ có nghĩa là những cái điểm tiếp xúc của quá khứ chúng ta sẽ nối một đường thẳng tới chúng ta nối chung với đường số một này để chúng ta dự báo trước cái đường trên có đường trên xong rồi chúng ta sẽ lái vẽ đường trên chúng ta song song xuống đường dưới thì chúng ta sẽ tìm điểm thứ hai sau này thực hành chúng ta sẽ chỉ cho anh chị cái này có nghĩa là chúng ta vừa dùng những cái điểm mà điểm xuống này nè ví dụ điểm xuống này cho số 4 hay số 5 vậy đó nó tiếp xúc lại chúng ta có thể nối đường thế này chúng ta dự báo trước để chúng ta vẽ đường 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 dưới sau chúng ta có thể vẽ đường trên trước ha tùy tình huống nếu điểm số 2 chúng ta chưa có chúng ta sẽ dựa vào lịch sử quá khứ để chúng ta vẽ đường đường trên sau đó chúng ta dự báo điểm số 2 có điểm số 2 rồi chúng ta vẽ đường dưới và chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ dự báo điểm số 3 số 4 tiếp theo sẽ nằm. Đó, tùy tình huống, không phải nhất thiết đường nào trước đường nào sau Quan trọng dữ liệu quá khứ nó cho chúng ta cái đường nối Thì chúng ta sẽ nối để chúng ta dự báo điểm tiếp theo Và sau này chúng ta học cung cầu Thì cái điểm số 2 này Ngoài cái vùng này là vùng hỗ trợ Thì chúng ta sẽ cần thêm một vùng cầu ở đây nữa Đó, Để chúng ta xác định ha Không có vùng cầu thì chúng ta không xác định được Chỉ hỗ trợ không không đủ Đó. Và sau này điểm số 4 này cũng vậy Ngoài cái điểm hỗ trợ chúng ta sẽ có những cái vùng cầu nữa để chúng ta xác định. Sau này bài tiếp theo chúng ta sau vùng cầu, sau khi chúng ta học hết tất cả các các bài, chúng ta sẽ gom lại một cái chiến thuật tổng hợp là chúng ta trên kiến thức cũ chúng ta tạo ra một chiến thuật hoàn chỉnh để chúng ta phân tích thị trường. Thì cái đoạn mấy cái đoạn này chúng ta sẽ tập vẽ đường kênh giá đường song song để chúng ta tìm ra được cái sóng Elliott tăng và trong một xu hướng giảm thì chúng ta cũng thể vẽ kênh giá ra và dựa kênh giá chúng ta sẽ xác định được sóng Elliott giảm thì những cái này thì xảy ra rất nhiều tất cả các cặp tiền chúng ta ha à, trong thức, ví dụ thực tế cho anh chị xem ví dụ nãy chúng ta đang xem trên à, khung uh, daily bây giờ chúng ta sẽ xem trên khung tuần trong ngày bây giờ chúng ta xem trên khung tuần đó chị xem đây đó thì ngay chỗ anh chị xem chúng ta có điểm thứ nhất này ha? chúng ta có thể điểm thứ hai này À, chúng ta có điểm thứ nhất, điểm thứ hai chúng ta kéo hai cái đường này ra thì chúng ta sẽ biết được điểm thứ hai nó ở đây. Chúng ta có dự báo cái điểm chúng ta, có điểm qua dữ liệu quá khứ này không? Anh chị thấy có dữ liệu quá khứ không? Dữ liệu quá khứ. Chúng ta kéo đường thẳng để chúng ta dự báo cái điểm này. Đó. Và dự báo điểm này có nghĩa là khi dự báo điểm này khi nào khi dữ liệu nó đã xuống đây rồi nó có cái đường giá nó ra có nó tạo ra cái điểm như chỗ này rồi nó tạo một cái nến giảm thế này rồi có nghĩa chúng ta biết được đây là cái đỉnh rồi khi nó xuất hiện hai cái đếm thế này này đó là chúng ta biết được cái này là có thể là cái đỉnh dừng tạm thời của nó rồi thì lúc đó chúng ta chúng ta sẽ nối đường thẳng song song chúng ta nối đường này song song với đường này tôi nối ra đường để làm gì chúng ta sẽ có điểm số một chúng ta sẽ dự báo điểm số ba và chúng ta sẽ nối đường này lên tới đường số ba tạo thành một con sóng và có điểm số ba rồi chúng ta dựa vào cái gì chúng ta dựa vào những điểm quá khứ điểm này điểm này để chúng ta vẽ một cái đường thẳng đường thẳng này và đường thẳng này chúng ta vẽ một cái đường thẳng song song thế này để làm gì anh chị biết không chúng ta có điểm quá khứ này trong vẽ đường này xong rồi chúng ta vẽ thêm một cái đường kênh giá song song hai đường song song để anh chị làm gì anh chị biết không vẽ hai cái đường song song để làm gì đúng rồi để xác định điểm số 4 thì điểm số 4 này ngoài điểm số 4 này nó phải có vùng gì nữa nó phải vơ gồng vùng hỗ trợ này vùng hỗ trợ chỗ này Đó, nó phải trùng hợp với vùng hỗ trợ vùng cầu Đó, vùng hỗ trợ vùng cầu để làm gì để chúng ta điểm số 4 và có số 4 rồi thì nhiệm vụ chúng ta sẽ dựa vào số 1, số 3 để chúng ta xác định điểm số 5, điểm tối xúc chúng ta này. Đó. thì sẽ tạo được thành một kênh giá. Một kênh giá tăng, dự báo kênh giá tăng và một đường sóng Elliot. Và có thể gọi là một đường rai xe lửa. đường rai xe lửa. Chúng ta dự báo giá đường giá đi. Đó, đường giá đi. Thì nó sẽ dằn co khu vực này. Dằn co khu vực này rất sâu hả? Rất lâu hả? Tại do thị trường đang bán tháo, tất cả trên thị trường đang bán tháo thì nó dần co cho nó rất lâu. Và khi nó rõ ràng xong rồi nó bung lên rồi. Nó bung lên nó lên tới điểm đây thì anh chị biết rồi đó, anh chị biết chuyện gì sẽ xảy ra đó. đó. Khi nó chạy tới đạt điểm số 3 này, điểm số 3 này thì xác suất nó sẽ chạy về vị trí thứ tư. Và khi có thứ tư mà khi cái cản lớn thế này thì chắc chắn nó sẽ có điểm thứ năm. Đó. Rồi tới điểm thứ năm thì nó quay lại quá khứ cũ. Đây là điểm số 5 quá khứ cũ này. Nó sẽ làm tương tự mô hình như thế. À, cũng giảm tiếp. Đó. Rồi tới điểm này, chúng ta tiếp tục xác định tương tự đây và chúng ta sẽ tạo thành một sóng mới. Đó, ABC hay là con sóng con nó có thể tạo thành ABC hoặc có thể tạo thành một con sóng con. sóng con Elot con là sóng Elot giảm như nãy chúng ta nói đó. Elot giảm thế này. Đúng rồi đó. Đó, hoặc là sóng ABC. Đó, rồi sau đó ngay điểm này nè, nó sẽ tạo thành một con sóng mới. Đó, anh chị để cho đâu ha. Thì ví dụ chỗ này nè. Chỗ này đang là sóng ABC này. Đó. đó sóng A này. À, ngay chỗ này là chỗ A này chứ. A này. B này. Bắt đầu từ đây từ số 0 á, số 5 là thành số 0 á. Số 5 ban đầu thành BC này. Đó. Thì nếu nó dừng ngay chỗ này thì coi như sóng ABC kết thúc. Còn nếu nó chạy thêm một xuống nữa lên nó xuống giảm nữa thì nó sẽ tạo thành một sóng năm sóng. mà thường thì xác suất ABC là cao. Tại vì sau khi nó chạy một cái sóng 5 thì nó sẽ thành thành một cái sóng nhỏ ABC thôi. Rồi nó quay đầu. Đó. đó. Thì đúng hay sai thì anh chị xem thời gian sẽ trả lời ha. Ngay chỗ này. Thì đây A, B, C. Đó. Rồi tiếp tục có nhảy. Đó, nhảy đi ha. Thì ngay chỗ này có thể nó biết nếu nó nhảy đúng như vậy thì ngay chỗ này có thể biến thành lúc đó biến thành chỗ này biến thành số 1. Số 1, 2, 3, 4. Đó, ví dụ vậy. Là 5. Thì tùy thuộc. Nó nhảy thế nào thì thuộc khi mà thị trường nó có rồi chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta vẽ thêm một cái đường rai mới nó có điểm này nó có điểm số 3, điểm số 4. chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích cho vẽ mỗi một tuần chúng ta sẽ tổng kết lại chúng ta xem à một tuần hay là thường xuyên là chúng ta phải dài tuần chúng ta mới có rõ cái mô hình thì chúng ta sẽ vẽ thường xuyên ví dụ như trước đây Nó có điểm thứ nhất điểm thứ hai thì chúng ta sẽ nối chúng ta vẽ cái này hôm trước bài phân tích trước chúng ta vẽ cái này chị nhớ bài phân tích trước không đó chúng ta vẽ cái này Đó. Nhưng thị trường nó lại nó lại thủng cái điểm này đi. Nó thủng cái điểm này đi, thì lúc đó chúng ta sẽ vẽ lại cái cái phân tích mới, nó sẽ về điểm này. Đó. Nhớ không lầm thì trước đây có vẽ một cái lần. Vẽ một cái lần nó nó cái hướng khác, cái hướng là chúng ta xác định ngay đó là đáy. Ai thế chúng ta đều xác định ngay chỗ vị trí 11 là cái đáy. À đây. Đúng rồi có nghĩa là vào cái tuần thứ à, cách đây bao lâu đó à, nó có một cái xu hướng à, vào ngày 23 tháng 12 anh chị xem anh chị thấy gì không? đó thì chúng ta sẽ dự báo điểm đây là cái đáy mô hình kết thúc mô định sống ABC đó bây à, giờ ABCD gì đó ví dụ vậy đó, chúng ta diễn xem cho con này, chúng ta dự định dự báo như thế nhưng cuối cùng sao thị trường nó đã thủng dưới đó, thị trường nó thủng xuống dưới thì lúc nó thủng xuống như này lúc đó chúng ta sẽ phân tích lại chúng ta xem thử qua là cái xu hướng nó sẽ còn đi tới đâu ban đầu chúng ta vẽ tới đây thôi nó tới đây chúng ta dự báo nó quay đầu nhưng thực tế nó đã đi sâu hơn à, nó tạo ra một cái đáy mới cho đây thì lúc đó chúng ta sẽ vẽ đường trên đường kênh giá mới để chúng ta tiếp tục phân tích đó. thì tương tự sau này anh chị cũng làm tương tự vậy đó, tương tự thì chúng ta sẽ phân tích mới theo hướng này đó phân tích theo hướng này thì nó nằm trong giai đoạn này. Còn nếu ngay điểm này nó quay đầu lên thì lúc đó nó chạy đúng rồi thì chúng ta không cần phân tích lại nữa. Chúng ta có giữ thế mà chúng ta giữ miết tới vị trí thứ năm. Khi tới vị trí thứ năm xong rồi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì? Chúng ta sẽ phân tích lại tìm ABC như cũ và chúng ta tiếp tục vẽ tiếp con sóng mới để chúng ta mua lên. Đó. Còn khi chưa tới thì chúng ta cứ giữ cái thế này chúng ta chữ. Cho anh chị thấy cái đường gì không? Thấy đường thấy đường đường EMA, đường ôm ai không? thấy đường ở mày không? Đó, thì vùng này là vùng cản rất mạnh ha. Và chị thấy cái cái nến này không? Cái nến này anh chị vừa được học cái nến gì với nhau không? Nhớ không? Nó gần giống cái nến gì nhỉ nhớ không? Nến không có bóng nến đó. Hoặc là bóng nến nhỏ đó. Đúng rồi, mà á. Ok, có và anh chị nhớ là được rồi. Nếu anh chị nào chưa nhớ thì gì ôn lại ha. thực ra chúng ta chỉ để đơn giản vậy thôi sóng elot là nói chỉ chúng ta theo kiến thuật chúng ta thì chỉ đơn giản là rồi chúng ta sẽ hình thành như thế để chúng ta vạch cái đường ray để đi thôi còn về nguyên lý mà hình thành sóng elot thế nào tiến sĩ tạo ra như thế nào thì chúng ta không còn quan tâm nhiều chúng ta không quan tâm nhiều tại trình độ chúng ta sẽ không được hiểu chuyện đó muốn được hiểu chuyên sâu về sóng elot thế này thì anh chị sẽ qua một cái đại học GGU bên mỹ trường ở bên san francisco á nó dạy À, thì chúng ta học một năm rưỡi trời một à, một năm rưỡi trời để học hai con sóng sóng Elliott và sóng Wico, à, để chúng ta hiểu về nguyên lý của sóng đó nếu anh chị nào có điều kiện thì anh chị có thể qua tìm hai à, cái trường đại học đó để chúng ta học à, à, tốn chi phí cũng khá bộn ha à, khoảng cỡ tỷ mấy đó à, cho tham gia một năm rưỡi à, nếu anh chị có điều kiện còn nếu không anh chị có áp dụng theo cái thế này à, theo cái quy luật thế này là anh chị đã du sức để anh chị giao dịch rồi khi anh chị giao dịch được thành công thì anh chị muốn hiểu sâu về nó anh chị dùng cái số tiền lời của anh chị đó anh chị qua cái trường đại học đó anh chị ôn lại học lại học lại trình độ tiếng anh đúng chuẩn thì anh chị học lại để hiểu nguyên lý sâu hơn hiểu nguyên lý về sóng elot à, sâu hơn còn anh chị đã không có điều kiện thì đủ rồi với kinh nghiệm chúng ta thì chúng ta đủ rồi chúng ta không cần đó thì tất cả cái phân tích của chúng ta rồi anh chị xem sẵn có ở đây nói luôn cho anh chị xem cái này lâu lâu mới gặp nhưng một cũng sẽ có nói anh chị biết con sóng còn một con sóng nữa còn một số cái mô hình khác nữa anh chị để cái này anh thầy chị thấy không rồi thì chúng ta có một cái mô hình à, mà ít gặp nữa là người ta gọi cái mô hình cũng lâu lâu cũng có gặp chứ không phải không có ít nhưng mà chúng ta gọi mô hình AB bằng CD AB bằng CD thì trong thường xuyên những cái này là trong trading view chúng ta sau này chúng ta học chúng ta sẽ có hết à, thì cái mô hình này á thì nó sẽ có hai cái cạnh cạnh A B bằng với cạnh CD có nghĩa khi chúng ta thấy một cái mô hình nó chạy lên nó chạy lên thế này nó chạy xuống thế này thì chúng ta sẽ dự báo dựa vào cái điểm này chúng ta có hai điểm AB chúng ta vẽ hai cái đường thẳng song song nha chúng ta sẽ vẽ được cái sóng AB bằng CD Đó. Thì chúng ta sẽ vẽ được ví dụ chúng ta có điểm A, điểm B và nó sóng nó hồi về điểm C. Nó có điểm C thì dựa vào điểm C chúng ta sẽ dự báo được à, A, AB có một đường thẳng lên rồi thì nó test tại điểm C và chắc chắn nó sẽ tạo thành nó sẽ đi lên nó đạt điểm D. Thì lúc đó chúng ta điểm C này chúng ta sẽ mua lên. Và mua lên tới điểm D là điểm dừng. À, điểm dừng tạm thời, điểm dừng tạm thời ha. Và xác suất cái chính này sẽ viết out lên trên. Đi tiếp. Đó, thì cái mô hình này nó chạy rất hiệu lực ha. Mô hình này chúng ta đã phân tích rất nhiều rồi. AB và CD anh chị nhớ ha. Thì sau này chúng ta hướng dẫn, có một bữa hướng dẫn cho anh chị sử dụng Trading View và dùng Trading View để phân tích. Đó. Thì sau này anh chị khám lo trên này, bây giờ anh chị chỉ nhìn hiểu, sau này anh chị sẽ làm được những thứ này. Thì cái mô hình ABCD này chúng ta đã từng phân tích rất nhiều rồi. À, trong quá khứ chúng ta phân tích rất nhiều, chạy rất chuẩn. Thì anh chị biết thêm để chị nhớ. AB bằng CD, hình à, như là chúng ta phân tích từ tháng 9, tháng 10 hay tháng 12 gì đó. À, có một cái cặp tiền hình như nhớ không lầm là cặp uh, obq à, bitcoin khác à, à, đúng là nhiều lắm à, không nhớ được hết nhưng mà à, mình nhớ là sẽ có cái cặp gì đó Và Bitcoin, Bitcoin Cash à, tìm thực qua à, rất nhiều cặp mô hình ABCD. À, đôi khi anh ít xảy ra nhưng mà khi xảy ra thì anh chị sẽ giao dịch uh, rất tốt ha. À, OCP. Bitcoin yes yeshu David qui à đây đúng rồi nã có bạn nói à Bitcoin nhà là nhớ giỏi đó đây đây anh chị không xem không ở mô hình ABCD có nghĩa là khi nó đã sống nó đã lên thế này nó tạo điểm A đến B rồi và nó hồi xuống chúng ta xác định khi chúng ta học công cầu chúng ta sẽ biết tại sao là điểm này điểm C tại nó gặp cái vùng cầu nguyên mẫu thế này thì chúng ta dự báo ngay chỗ này sẽ đảo chiều đi lên và anh chị xem qua thị trường nó chạy thế nào ha rồi anh chị thấy gì không đó. nó chạy qua đúng cái điểm mình văn vừa mình chọn điểm C thì qua một tuần chỉ có một tuần sau thôi nó tạo thành một cái nến doji và thế là cái nến doji này nó có hiệu lực và nó đẩy thị trường dọt lên tới nó nóc luôn cái, hoàn thành điểm D đó, hoàn thành điểm D đó anh chị để chỗ này rất hiệu lực ha à, chúng ta chỉ cần có được thu mô hình và hoàn thành điểm d thì lúc đó nó xong điểm d thì nó sẽ tạo ra mô hình cái kênh giá và nó read out kênh giá thì sao thì tiếp tục nó vọt nó quay lại nó test này nó vọt đi tiếp đó. và hiện tại nó tiếp tục nó quay lại nó test rồi có khả năng nó sẽ vọt đi tiếp còn lúc nào vọt đi thì chúng ta phải xem lại thị trường như thế nào thị trường nó sẽ chạy như thế nào giai đoạn này là giai đoạn à, đảm bảo thì tất nhiên nó phải mất thời gian à, điều chỉnh khá lâu đó, đó anh chị xem đó. nó vọt hơn mong đợi luôn nó vọt tới 4 ngàn máy luôn. À, chúng ta tham phân tích vào ngày 14 tháng 10. 14 tháng 10. Mô hình ABCD. Thì nó đã chạy như, như vũ bảo. Và chúng ta đã, à, cặp này chúng ta đã lợi nhuận kinh khủng. À, từ chúng ta mua từ vị trí là 300 đô. Vị trí 300 đô chúng ta lên tới à, 4 ngàn đô. 4 ngàn đô ha. 300 đô lên 4 ngàn đô lợi nhuận kinh khủng. Thì cặp này và hiện hiện nay cặp này vẫn chưa chốt ha. Chúng ta vẫn đang giữ. Mục tiêu chúng ta rất xa. Chúng ta vẫn chưa chốt. Chúng ta mua từ dưới đáy nhưng vẫn chưa chốt. À, chúng ta xem lại. À, đây. Vị trí chúng ta mua là 323. Tại chúng ta bị phí vô nữa nên mất 323. Và chúng ta cứ mua trải dài lên. À, chúng ta trải dài lên mục tiêu chúng ta rất xa hả chúng ta có giữ dài hạn thì chúng ta trả dài thì có nghĩa là lợi nhuận chúng ta là rất cao rồi cũng giống như bitcoin chúng ta mua từ ba ngàn máy vậy đó chúng ta giữ mấy tới giờ nếu mà chúng anh chị chốt thì anh chị đã chốt cái vị trí rất sớm rồi anh chị có thể chốt từ vị trí đâu đây rồi chúng ta không giữ tới giờ đâu thì tương lai nó sẽ còn đi nữa thì những vị trí này chúng ta đã mua lâu lắm rồi Chỉ mua, mua lâu lắm rồi ha thì đó À, anh chị nhớ thêm cái mô hình AB bằng CD thì sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều cái mô hình à, gặp tình huống đây anh chị xem cái mô hình này anh chị đây nãy học mới học cái mô hình anh nhớ chị mô hình gì không đúng rồi mô hình vai đầu vai nãy anh chị Em mở nó cho anh chị xem ha vai đầu vai ngược ha rồi, Đó, à, thì anh chị xem. Ngay chỗ này chúng ta có hai cái vị trí này. Và chúng ta sẽ dự báo dự báo là cho thị trường nó sẽ chạy như thế này. Và chạy thế này để nó tạo thành mô hình vai đầu vai ngược. Đó. À, vai đầu vai ngược thì chúng ta xem thử coi nó chạy như thế nào ha. Đây là phân tích từ đó. Nó vai đầu vai ngược và nó thủng lên tới nóc trên này luôn. Ngày phân tích của chúng ta là ngày 23 tháng 10. 23 tháng 10 2017 ha. Đó. Thì nó chạy lên thao anh chị xem. Đó, nó chạy đúng cái mô hình. Chúng ta dự báo trước là nó sẽ chạy lên và nó read out lên đây nó test lại được cái đường này nó test lại là cái chỗ này anh chị biết là cái gì không? Nãy anh học anh chị mới học đó, nó test lại cái đây là vùng gì? Đó, đường nét đó, đường viền cổ đó ha. Nó test lại đường này, viền cổ sau đó sau khi nó thủng lên tới này. Mà đây cái xu hướng này là xu hướng lớn nên là chúng ta à, sẽ và đây chúng ta dự báo cũng tương tự, ví dụ con sóng chúng ta vẽ bằng sóng thì mục tiêu của chúng ta là chỉ ở vị trí này thôi vị trí này thôi nhưng thực tế nó đã nó đã vọt hơn cho con sóng chúng ta luôn tại chúng ta phân tích lâu rồi đó nên chuyện vọt hơn là bình thường đó, đó thấy không? nó vọt lên nó hình thành con hết xong rồi nó vọt lên ra thì anh chị biết rồi nó reach out khỏi kênh giá thì sao nhiệm vụ của chúng ta là gì đó reach out chỗ này tới vùng này này đó, nó test lại nó test lại cái vùng vùng này là gọi dây được đó. nó test lại cái vùng này là một cái vùng hỗ trợ reach out khóa kênh giá test là bộ hỗ trợ thì lúc đó nó phóng đi tiếp. Và chúng ta cứ thế, chúng ta dựa vào những mô hình chúng ta đang học và thế chúng ta sẽ vẽ những đường ray mới và tạo những mô hình mới nó chạy lên thế này. Đó, chạy như thế này anh chị ha. À, tương tự như thế, à, chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả những cặp tiền khác cũng chạy tương tự à, rất nhiều. Thì anh chị cứ lên trang web, lên cái chỗ này, cái link này. Cái link này trong cái mỗi cái đều có link này để anh chị xem lại các quá khứ, anh chị xem lại cái mô hình. Link này trên trong hướng dẫn, cái lớp học của anh chị đều có hết rồi. Ở trong những bài viết nào cũng đều có cái link này kèm theo hết anh chị cứ lên đây uh, follow uh, số người follow là đang đó. Uh, số người là follow, follow ha đang rất nhiều anh chị coi là những bài tích phân tích quá khứ uh, cũng như những phân tích mới nhất uh, ví dụ chúng ta phân tích cái cặp mới nhất là cặp uh, nt uh, ví dụ vậy thì anh chị cặp này là có cơ hội đã trữ Anh chị có vị trữ ha thì điểm này chúng ta sẽ có vị trữ nhưng mà hiện tại trong luật pháp việt nam đang bị giới hạn nên chúng ta sẽ uh, sẽ khoan trở trữ những cái đồng tiền này Nhưng mà chúng ta nếu dùng tiền ngân hàng Việt Nam thì chúng ta sẽ bị à, theo dõi nên chúng ta phải thận trọng. À, chúng ta sẽ học trước kiến thức đi, đợi luật pháp rõ ràng sau rồi chúng ta sẽ cơ hội chúng ta sẽ mua. À, không vội anh chị không vội ha. À, đừng có vội. Chúng ta vội mà chúng ta sẽ là bịt bẫy bị, quyệt bị đường luôn, bít đường luôn thì cực kỳ à, khó khăn sau này. Rồi ok. Hôm nay là buổi học chúng ta cũng vừa hoàn thành kịp giờ. À, các anh chị phải chịu khó ôn lại à, cũng như đọc thêm những cuốn sách tài liệu nói. Thì qua hôm sau là chúng ta sẽ hoàn toàn đi vào một con đường mới hoàn toàn ha. Qua làm sao một con đường mới hoàn toàn là chúng ta sẽ học về chiến thuật cung cầu. Đây là một cái chiến thuật khá lớn, chiến thuật khá lớn và có thể giúp cho chúng ta điểm mua chúng ta sẽ hoàn thành. Thì buổi này chúng ta sẽ anh chị phải ôn trước tất cả những slide thế này đọc qua trước, đọc trước để chúng ta ấy để chúng ta thực hiện. Còn chúng ta sẽ không có đi sâu, chúng ta sẽ không đi sâu nhiều nếu như chúng ta không có trước những kiến thức thế này. Chúng ta sẽ cực kỳ khó hả. Còn những cái nội dung khác không cập nhật trong này. Sóng này thì không cần. Không có dạy trong này. Anh chị nào muốn đọc thì tự học lái. Sóng này chúng ta không sử dụng nhiều. Sóng đó chỉ trong thị trường Forex. Thì lâu lâu dùng thôi. Chúng ta không sử dụng. Rồi ok. Chào tạm biệt tất cả anh chị. Hẹn các anh chị vào buổi học tiếp theo.